Hello, rồi vô like nha mấy chị ơi. Hôm nay chốt hàng cũng cũng đẹp mà giấy rất là rỉ luôn. Rồi vô like tương tác giúp em nha. Cái dép em đang mang nè mấy chị, chỗ dép này mang rất là đẻ luôn á. Dép này hàng cao cấp nè, 225.000, mang rất là êm luôn mấy chị, nó keo nè. Dép này kiểu như màu đen, đơn giản, dễ phối đồ luôn á. Chị nào mà ở gần shop em mấy chị có thể qua mình xem rồi mình thử cái dép này nè. Hàng hàng cao cấp á mấy chị ơi, 225.000 mà nó xịn cực kỳ luôn. Keo nữa nè, dễ phối đồ lắm. Mặc mặc kiểu mặc đồ bộ nè, mặc đầm, mặc váy, mặc quần jean mấy chị mang cũng được, dễ mang lắm. Êm cực kỳ luôn nha. Rồi vô like nha mấy chị ơi, tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em. Bộ đang mang là mẫu này bữa trước em có like rồi nè, cũng gần hết, còn bộ cuối cùng. Rồi tương tác lên giúp em, chia sẻ like giúp em nha. Hôm nay hàng đẹp này, giá rẻ nữa. Rồi vô like giùm em mấy chị ơi, tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em, bắt đầu lên hàng tặng đầu like luôn cho mình. Rồi lên hàng 19.000 đầu like trước nha. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi, tương tác giùm em, chia sẻ like giùm em nha. Rồi em lên hàng 19.000 đầu like. Rồi vô like chấm tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em mấy chị. Mấy cái hàng này là hàng đẹp, nhưng mà em lên lên tặng đầu like mấy chị, chia sẻ like giùm em lên mấy cái mẻ này cực kỳ rẻ cho mấy chị luôn nha. Lên tặng đầu like cho mình. Rồi 19.000 giúp em áo hồng nè, tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em nha. Hello chị Nàng Hổ là Tiên Tiên nè, hello chị Hà Trương. Rồi vô like chấm tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em, chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Rồi để mình chốt mấy cái hàng 19.000 đầu like cực kỳ rẻ luôn giùm em. Áo là áo len nè, len nè mấy chị, tay có đính ngọc, những cái form đơn giản như thế này mấy chị mang dễ phối đồ lắm luôn á. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha, áo này em lên tặng đầu like cho mình 19.000 đầu like. Chị nào ưng mẻ hồng này có chia sẻ like giúp em. Rồi chốt lên em là hồng 19.000 là được nha, hồng 19.000 là được. Form 40 đến 55, 56, 57 ký vừa. 40 đến tầm 55, 56, 57 ký là mấy chị sẽ mang ok vừa luôn giùm em nha. Rồi tương tác liền giúp em, chia sẻ like liền giùm em mấy chị ơi. Lên giùm em là 19.000 hồng. Hồng 19.000 hồng. Rồi hai dây luôn nè. Mã hai dây này em lên tặng cho mấy chị đầu like luôn. Rồi hai dây 19.000 đầu like giúp em nha. Hàng này bán về giá 65.000 áo nè mấy chị. Xịn đẹp luôn nha, hai dây 40 đến 60 mang ok vừa. Cho em là xám 19. Hai dây xám 19, hai dây hồng 19. Hai dây tiện lắm á, mấy chị mặc với quần jean. Mặc với quần jean đồ cũng được, rồi mặc phối với lại áo vest đồ cũng ok luôn nha. 40 đến 60 mang vừa. Rồi chia sẻ like lên liền giùm em nha mấy chị ơi. Chia sẻ like liền giúp em nha. Áo đang mang là nguyên chiếc luôn chị Mạnh Thục On ơi. Nhỏ nhẹ tay. Đang mang là nguyên một set giúp em nha. 40 đến tầm 56, 57 cái ok vừa. Ok mang vừa luôn, nguyên một set là 159. Nguyên set là 159 đó mấy chị ơi. Hả? Gồm lên giùm em là cái quần nha, quần caro. Quần caro nè, ống của nó là dạng ống suông. Vải đẹp lắm, set này giá là 159.000. Quần là quần lưng keo luôn giúp em nha, quần lưng keo dây rút eo nè, rút được. Rồi hai túi hai bên. Đây nha mấy chị ơi. Lên thì em là nguyên cả set luôn, 40 tầm 56, 57 cái vừa, giá 159. Hồng 19 đó chị Phương Lê, hồng là áo hồng hay là hai dây chị? Hai dây đúng không chị Phương Lê Lê ơi, ok lên giùm em nè. Hai dây hồng thì ok lên giùm em là hai dây hồng nha chị. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em. Rồi xám 19 nè. Xám 19 đó chị Trần Nhi. Hai dây hồng đúng không mấy chị ơi? Hai dây hồng hay là áo hồng?
áo hồng cho chị Phương lên lên 19 ok chị nè. Rồi chị Phương lên, nhớ có chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha, chia sẻ like giùm em. Rồi cái này là chị em là hai dây màu hồng 19.000, hai dây hồng. Và cái này là hai dây xám mấy chị, xám với hồng hai màu. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em. Lo giùm em nè, lo giùm em là áo này em là mẻ áo tim size S 19.000 đầu like. Dạ rồi ok chị Phương lên lên ký chia sẻ like giúp em nha. Lo giùm em là áo tim, cái này là size S mấy chị, chia sẻ like giùm em nha. 19.000 đầu like, 19.000 đầu like size S, chốt em là mẻ tim size S. Rồi hai dây hồng cho chị Thanh Lam, hai dây hồng 19 ok chị. Còn á mấy chị ơi, hai dây em còn á, ai lấy lo giúp em nha. Hồng hai dây hồng 19, hai dây xám 19, 40 đến 60 mang vừa. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha. Tim 19 đó chị Maria Duyên, tim 19 nè. Tim 19 chị Maria Duyên. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Rồi trở vai 40 đến 60 mang vừa. Chị Duyên cũng ghé luôn nha, ghi lại. 40 đến 60 mang vừa mấy chị ơi, chị em là mẻ hoa 29.000. Áo hoa 40 đến 60 kg là mang ok vừa luôn nha. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em á chị ơi. Cái này tặng đầu like cho mình. 48 kg mặc vừa đẹp luôn á chị Duyên ơi. Mặc vừa đẹp luôn chị. Rồi lên em nè, áo hoa 29.000 nha mấy chị nha. Rồi hồng với lại xám á chị Thanh Xuân. Lên giúp em nha mấy chị ơi, tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em nha. Rồi lên giùm em là áo trở vai hoa nha, 29 40 đến 60, 19 mấy chị, 40 đến 60 kg mang vừa. Em là hoa 19 trở vai hoa. Trở vai hoa. Rồi tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Rồi mẫu đầm này em tặng đầu like cho mình. Đầm này cho em là 39.000 đầu like mấy chị. 40 đến tầm 52 53 kg mang vừa. 40 tầm 52 53 kg mang vừa nha, đầm cổ trụ, đầm cổ trụ. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em. Và bộ em mang là 159 nha, 159. 40 đến tầm 56 57 kg chị mang ok vừa. Áo này không phải là một lớp đâu mấy chị, cổ là dạng cổ vuông nè, chất là chất xô thêu. Chất xô thêu. Này hai lớp như này luôn giúp em, một lớp bên trong, một lớp bên ngoài như này luôn mấy chị. Rất là xịn luôn nha. Nguyên một set nè mấy chị, áo nè, quần caro nè. 159.000. Rồi đầm B9 đó chị Hà Trương, đầm B9 đó chị Như Nguyễn. Chị nào lấy nó lên giúp em nha mấy chị ơi. Còn cái nữa nè. Đầm B19 ngàn em tặng đầu like, B9.000 vả rất đẹp. 40 tầm 5B, 54, 55 kg vừa luôn á. Rồi lên em lại. Ủa áo này có ai lấy chưa ta? Trở vai hoa 19 giúp em nha. 40 đến 60 mang ok vừa. Tặng đầu like cho mình còn 19 cho em là áo hoa. Hoa 19. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi cái mẫu áo này nè, hôm nay em lo tặng cho mấy chị. Đâu Hồng My, áo này chị nói đâu ta. Cái áo dạng này nè, dưới có không. Rồi chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Rồi áo này, áo này giúp em nha. Sao kỳ dính dính vậy ta. Trời em bị kẽm như mẹ, em bị kẽm hơn cả 2 tuần nay em hết rồi mà sao nó cứ kiểu như ho nó lâu hết dở sợ mấy chị. Cũng không có ho nhiều mà kiểu cái cổ họng mình nó lúc nào cũng ngứa cho nên em like nó hơi bị dính cổ họng. Lo giúp em nè áo này nha mấy chị ơi. Phân này 40 đến tầm 40 đến tầm 55 56 kg mấy chị sẽ mang ok vừa. Rồi cái này hôm nay tặng cho mấy chị đầu like còn 45.000 một áo đi. Áo này nha mấy chị nha. Chị nào ưng mẻ này chốt lên liền giúp em chỉ chốt giá trên like 45.000. Mấy chị nhìn phía trước nó là dạng xô thêu như thế này, dạng xô thêu như thế này nha. Áo này áo tay dài vải đẹp lắm, hàng Quảng Châu chuẩn xịn. Rồi em lên tặng đầu like cho mấy chị còn 45.000. Ai lấy lên giúp em là áo 45 là có đơn nha mấy chị ơi. Áo 45.000, 40 tầm 55-56 ký vừa. Chất rất xịn và rất đẹp luôn, mịn đẹp luôn nha. Ở trước là dạng xô thêu á, vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em cho, chốt lên em là áo này 45.000. Áo này 45.000 mấy chị, hàng rất đẹp nha. Đẹp lắm.
để cho mình đầu like còn 45.000 thì nó lấy lên giúp em nha. Đây mấy chị nhìn cái vải của nó nè, xịn đẹp như thế này luôn, chất xịn cực kỳ là xịn nha. 55-56 ký lại là men ok vừa. Nói cái vải của nó y như vải em đang mang luôn nè. Xô theo mấy chị ơi, rất là mướt tay luôn, rất là đẹp luôn nha. Em lên đầu like cho mấy chị còn 45.000. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em. 40-55-56 ký men ok vừa. Chị em là áo 45 nha mấy chị nha. Cho chị Trần Nhi áo 45. Em còn á mấy chị ơi, chị nào lấy áo 45 chốt lên giúp em nha. Áo 45 nha. Rồi tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like giúp em nha. Lo em mẫu của cái này đầm không mấy. Đầm này form từ 40-60 kg men ok vừa nè, cái đầm trở vai mấy chị. Đầm trở vai giúp em là mẫu đầm trở vai nha, mặt cổ vuông cũng được, men trở vai cũng được luôn. Form này từ 40-60 kg men vừa, mẹ đầm này men siêu mấy chị còn 115.000. Ai lấy đầm trắng 115 mấy chị chốt lên giúp em nha, dạng đầm trắng form suông mà dáng dài. Đầm trắng form suông mà dáng dài mấy chị, mặt cổ vuông được nè. Mà cổ vuông được, men trở vai được luôn nha. Rồi đầm trắng là đang siêu với chị còn 115. Ai lấy chốt lên giúp em nha. Bộ em mang là 159. Bộ em mang là 159 nha. Gồm áo với quần luôn, quần lưng keo nè. Có dây rút, dây rút này rút được nha mấy chị nha. Quần ống suông. Rồi lên giúp em là mẻ đầm này đang siêu 115. Chị lấy đầm trắng 115 lên giúp em nha. Trắng 115.000 trắng. Trắng 115 nha mấy chị ơi. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nè mấy chị ơi. Áo bi, áo xanh này đi, màu xanh. Áo này form 40-60 kg mấy chị men vừa. Không không, 40 đến tầm 56-57 kg men vừa giúp em nha. Áo xanh mấy chị ơi, chị mà mẻ xanh 39.000 màu xanh. Xanh này ở ngoài nó sẽ nhạt hơn nông lai nha. Xanh này ở ngoài nhạt hơn lai. 40 đến tầm 56-57 kg vừa. Lo em mẻ xanh mấy chị ơi. Xanh này em để mình 39.000 nha. Rồi chốt em là mẻ áo xanh 39, chia sẻ thay giùm em nha mấy chị nha. Xanh 39.000. Rồi cái này lên em là mẻ tiểu thư. Tiểu thư nè mấy chị ơi. 40 đến tầm 55-56-57 kg men ok vừa. Tiểu thư lên giúp em, tiểu thư 59.000 tiểu thư. Tiểu thư 59.000. 40 đến tầm 55-56-57 kg mấy chị xem men vừa nha. Tiểu thư này hàng 2 lớp. Xanh cho chị sang dung 39 à. Rồi lên giúp em là tiểu thư nha mấy chị nha. 59.000 mẻ tiểu thư. Chị sang dung nhắn địa chỉ số điện thoại qua giúp em. Rồi lên giùm em là mẹ tiểu thư 59.000, hàng này hàng 2 lớp nha mấy chị nha. Hàng 2 lớp luôn giúp em, vải đẹp lắm. Đây nè. Lên em là mẹ tiểu thư nha mấy chị nha. Mặc cái quần biết ghi rồi á, sang xỉu mấy chị, phối lại trong váy supply màu đen dáng dài. Mặc nguyên xích cũng cưng luôn. Rồi lên giùm em là mẹ tiểu thư nha mấy chị nha, chia sẻ like giúp em. Tiểu thư 59 chị Thảo Dương Kim nè. Rồi ok, Thảo Dương Kim. Mẫu này lên giúp em, mẫu này em số một cái cuối cùng. Siêu rẻ luôn cho mình nha. 40 kg đến tầm 56-57 kg men vừa. Áo này cho em giá 65.000. 40 kg tầm 56-57 kg men ok vừa mấy chị ơi. Nè, riêng nè. Riêng nè, ở trước xếp nè. Baby doll rất đẹp. Em cảm ơn chị Sang Dung. Rồi lên giùm em mẫu này siêu 65. Chốt em là áo 65 nha mấy chị nha. 55-56-57 kg lại men ok vừa. Siêu rẻ luôn, còn 65.000. Ai lấy cho em là áo 65. Form baby doll nó vải thì rất đẹp rồi mấy chị yên tâm chắc vải giúp em nha. Cực đẹp luôn mấy chị. Áo 65 cho Lê Trân. Rồi lo cho em mẻ bi nè, bi này để mình còn 65.000 luôn mấy chị. Áo bi tiểu thư nè, cổ bi, số vải rất là đẹp luôn. Chim này mẻ bi nha, để mình còn 65, 40 kg đến 60 kg là men ok vừa hết. Bi giúp em lại 65.000 luôn mẻ bi. Rồi bi này men dưới quần một chân váy đóng thùng á, cưng lắm luôn nha mấy chị nha, rất sang luôn nè. Cho em là mẻ bi, tay của nó nè. Quả này đẹp luôn mấy chị ơi. Bi này rất đẹp luôn nha. Dạ que em nó thành sâu á chị Thảo Dương Kim ơi. Yên tâm nha, em chốt đúng lắm. Chị thấy không, ở dưới này đã nhảy trước nè. Nè, Lê Trân áo 65 xong mới thấy chị Thảo Dương Kim nè chị. Thấy không, que mấy em nè mình thành sâu à. Bi chị sang dung.
Bây giờ chị sang dung ok chị. Bi là 5 bi là 65. Áo xanh là 39. Xanh 39, tiểu thư 59. Tiểu thư 59 cái baby doll của Lê Trân 65. Có dạng cho bầu mặt không? Có dạng có quần dạng cho bầu mặt không? Bầu không? Bầu thì để coi thử lên mấy cái mẫu quần lưng thun nha Trân nha. Rồi áo này lên giúp em mấy chị ơi. 40 kg đến tầm 55 kg mang vừa. 40 đến 55 kg mang vừa. Cái này cái dạng của nó là vải dạng là bíp lum á mấy chị ơi. Ở sau có dây kéo giùm em nha. Ở sau có dây kéo. Cây méo này em để mấy chị còn 55.000, trời rất rẻ luôn giùm em nha. 55.000 chim là áo hoa 55. Áo hoa nha mấy chị ơi. Áo hoa 55.000 mã áo hoa. Chị nào lấy mã hoa chốt em mã áo hoa nha, 55.000, số vải rất đẹp nè. Ngang eo là có bo chung về ở sau sẽ có dây kéo cho mình. Ở sau có dây kéo luôn mấy chị ơi, hàng đẹp nha. 55.000, 40 đến 55 chứ chị đang ok vừa. Rồi chốt lên giúp em là mã áo hoa bíp lum nè. Mẫu này mấy chị mặc với lại chân váy súp ly á là dễ thương nha, súp ly ngắn, súp ly dài cũng được. Lên giúp em là áo hoa nha mấy chị nha, siêu còn 55.000. Chị em là mã hoa siêu 55. Mình bỏ đầm nè cô chuyên. Mã hoa siêu 55.000, mã hoa ai lấy hoa chốt mã hoa giúp em siêu 55. Rồi mẫu này lên em là áo màu da mấy chị, tương tác giùm em chia sẻ like giúp em nha. Màu da form này 40 tầm 56, 57 kg chị mang vừa. 40 tầm 56 57 kg mang vừa, áo này để cho mình còn 55.000 luôn. Kim là màu da 55. 56 57 kg lại mang vừa, áo màu da siêu 55. Rồi áo màu da giúp em nha mấy chị nha, vải đẹp cơ luôn nè. Màu da siêu 55 tương tác giùm em chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Áo da 55, áo da ai lấy màu da chốt yêu là áo da tiểu thư nha, siêu 55. Rồi mã sơ mi này để mình còn 45.000. Áo da này mấy chị mặc có lại quần legging, nó gì quần mà biết ghi đồ ở sen lắm. Quần biết ghi đồ rất sen luôn mấy chị ơi. Cổ nó dạng cổ keo á, phối lại chân váy dáng dài cũng xinh. Quần ống rộng cũng được luôn nè. Lên giúp em là áo da này nha, chất rất là đẹp, đang siêu còn 55.000. Chị em là áo da siêu 55 nha mấy chị nha. Rồi mẫu này chị em là sơ mi để mình còn 45.000. Tương tác giúp em chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Cái xếp riêng nè, chị xếp riêng nè. Xếp riêng có xếp màu đen sáng bơm luôn. Riêng á, xếp đầm trắng với đầm đen với lại bộ đen sáng bơm. Rồi lên giúp em là áo sơ mi trắng này để mình còn 45.000 nha. Cái này 40 tầm 56, 57 kg vừa. Rồi trắng này để còn 45 nha mấy chị nha. Ai lấy chốt lên giúp em. Rồi xếp tiền này nha. Em còn bộ cuối cùng nè. Siêu đang siêu mấy chị còn 125 thôi. Vải đẹp xỉu luôn á. Vải đẹp cực kỳ luôn mấy chị. Ở chân váy là ở sau có lưng thun giùm em. Chân váy này ở sau nó có lưng thun nè. Rồi tương tác giúp em chia sẻ like giùm em nha. Bên hông có dây kéo. Mẫu này mặc lưng cưng lắm luôn mấy chị ơi. Đang siêu 125. Chị em là xếp 125. 40 tầm 55, 56 chứ mấy chị mang ok vừa. 40 tầm 55 56 quý mang ok vừa giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy xích đen này chốt lại em lại xích đen. Siêu 125.000. Cái này tí hồi em thử form cho đẹp lắm. Vải mướt cực kỳ luôn nha mấy chị ơi. Vải rất là mướt, chất rất là xịn, rất là đẹp luôn. Chân váy nè. Vải dày dặn. Rồi 125 cho chị cô phê luôn nè. Rồi lên nhà em xích riêng này cũng siêu nha mấy chị luôn nè. Xích riêng này mấy chị ơi gồm một áo riêng cổ nè, cổ bèo. Áo đang cái này em đang mang là nguyên một set nha. Nguyên một set là 159.000 gồm áo quần luôn nha mấy chị nha, không phải là áo rồi đâu. Nó là đi nguyên set với nhau á. 159 giúp em nguyên set gồm áo hai lớp đi với lại quần. Đó, xuất sắc nha mấy chị nha. Rồi lên giùm em là mã set riêng này siêu 125. Set riêng này siêu 125, 52 kg lại mang vừa mấy chị, trong váy có lớp quần bên trong. Mấy cái mẫu này mặc lên rất là tiểu thư luôn, em đang siêu mình còn 125 nha. Siêu 125.000, ai lấy lên giúp em là mẻ xích riêng 125. Xích riêng giùm em nha, siêu 125.000. Đó mấy chị mặc lên rất là cưng, 40 đến tầm 52, 53 kg mang vừa. Riêng rất là mềm, không ngứa, không có chịu gì hết, cổ là dạng cổ tiểu thư. Đó. Chân váy là có lớp quần bên trong giúp em luôn. Đây mấy chị ơi, siêu 125 nha, cho em là xích riêng 125. Cái này cưng nè. 125 giúp em nha, cho em là xích riêng 125. Có áo đầm dạ hội chứ em không có rồi chị sang dung ơi. Em có mấy kiểu đầm dạng đơn giản thôi. Rồi chị mẻ baby doll này, mẫu này để mình còn 55.000 luôn nè. Form này 40 đến 55 kg vừa mấy chị ơi. Chị em là baby doll siêu 55.
Này mẫu này vải đẹp quá. Mẫu này vải rất đẹp luôn, tay của nó là dạng tay bo như thế này. Tay là dạng tay bo nha mấy chị nha. Đó, cưng không? Rồi. 55kg lại men ok vừa. Mẫu này em xem mấy chị còn 55.000 luôn. Alo éo 55 chốt luôn giúp em nha. Éo 55. Thì còn luôn ha. Có cưng không? Éo 55 cho chị Giang Giang. Rồi chị Giang ơi, nhắn địa chỉ số điện thoại về giúp em Giang ơi. Đi. Rồi cái này lên giúp em nè. Áo ren. Áo ren giùm em mấy chị ơi. Rồi áo 55 nha chị Tuyên Nguyễn, áo 55 luôn. Lên giùm em nè, và áo này nha, nó gồm một áo hai dây bên trong nè mấy chị, một áo hai dây bên trong. Rồi một áo ren bên ngoài. Dạ nhắn qua tin nhắn giùm em cũng được chị Giang, còn không thì cứ nhắn lên đi bên em review rồi em ẩn tin, em ẩn cái địa chỉ của mình không xe đâu chị. Cho trên này luôn đi. Rồi lên giúp em này, set này. Trời cái riêng nó may nè mấy chị ơi, sắc xẻo đẹp cơ luôn á. Set này siêu còn 65. Set này siêu còn 65 nha, nhưng mà set riêng siêu 65 mấy chị. Rất rỉ luôn. 40 tầm 53 54, 55 ký mang vừa. Dạ ok chị Giang Giang. Rồi lên giúp em này, set riêng này siêu còn 65 mấy chị, những cái vải của nó này rất là xịn luôn nha. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha, lên giúp em mẫu này. 40 đến tầm 55 ký vừa nha. Xích ren nè. Rồi một áo ren và một áo hai dây bên trong, 65.000 đang sale, 65 cho chị Cô Phê. Quần tép te nè mấy chị ơi, lưng siêu keo, em còn mấy chị là size M thôi. Để cho mình còn 59.000 quần tép te size M. Hồng sen á, màu hồng sen nha. Ở trong ở ngoài nó sẽ nhạt hơn trong line xíu. Hồng sen nha mấy chị nha, bên hông có dây kéo, lưng siêu keo. Lưng siêu keo cái này vải đẹp lắm luôn. Chỗ này là thêu giùm em nè, màu hồng sen. Mấy chị phối là áo trắng hoặc là áo màu đen á, lên giúp em nha, để mình còn 59.000. Lưng keo vải đẹp lắm luôn mấy chị ơi. Rồi để mình còn 59.000, ai lấy thì lên giúp em làm hồng nha. 59.000 màu hồng. 59.000 màu hồng. Chị Tuyên Nguyễn màu hồng 59 ok nè. Em còn á, chị nào lấy lên giúp em nha. Mẫu đó còn á mấy chị ơi, ai lấy chốt lên giúp em. Xếp này sale luôn. Quần lưng keo. Mấy cái mẫu này thì vải đẹp mà phong nó cũng đẹp nữa. Sale rỉ mấy chị luôn. Xếp này hàng 1, hàng 165. Sale còn 125. Chốt em là xếp này sale còn 125 luôn. Trời ơi, đẹp quá mấy chị ơi. Gồm áo em nè, gồm áo đen nè. Gồm áo đen đi với quần. Rồi phong này 53, 54 ký lại men vừa. Quần là quần lưng keo luôn giúp em. Đo eo quần đi. Quần hồng đúng không Moller ơi? Nào em quần hồng đi. Lên giúp em nha mấy chị nha. Tương tác giùm em, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Rồi đây. Cái này là 53, 54 ký lại mang vừa. Cái này siêu còn 125, vải xuất sắc luôn giùm em. Yêu 70 yêu trên được không? 70 đó lại vừa. Yêu 70 đó lại giùm em. Rồi lên giúp em là xích đen này nha mấy chị nha. 54 ký lại mang ok vừa. Xích này xem 125. Chỗ xích này vải rất đẹp luôn giúp em nha. Tương tác giùm em, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Xích này xem mấy chị còn 125. Cho em này xích đen xem 125. Rồi áo này. Áo này để mấy chị còn 45.000. Trời ơi vải đẹp lắm luôn giùm em nha. Em đợi rỉ mà luôn còn 45. Form này 40 tầm 55 ký vừa. Cho em là áo 45. Chị Tuyên Nguyễn ký ghi lại. Áo 45 giúp em nha. Rồi vô mẫu chị Minh ơi. Áo 45 ai lấy cho em là mẹ áo 45 mấy chị. Áo 45 ngàn giùm em nha. Trời vải đẹp lắm. Áo 45 cho Lê Hạnh này. Áo 45 cho chị Lê Hạnh. 45 cho chị Cô Phê. Còn 45 gì Cô Phê. Em mấy cái xí này vải đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Kiểu như em siêu rỉ nè. Chứ vải đẹp lắm. Rồi đầm đang dơ, đầm đã siêu 125 luôn đi. Nó là dâm á mấy chị ơi, mặt đi tuyệt ok luôn á, có lốt quần bên trong. Dạ rồi. Dạ ok chị Lê Hạnh. Rồi cho chị lấy cái đầm trắng thôi. Rồi xí này dễ thương lắm nha mấy chị ơi, vải rất đẹp luôn, siêu 125. Chốt lên giúp em nha. Quần là quần lưng keo nè. Quần là quần lưng keo giùm em. 53, 54, 55 chứ lại vẫn vừa. Lôi giùm em là xích đen nha, siêu 125. Cái dung trắng này mấy chị ơi, gần tới Tết là giờ là gần tới Tết là lễ lọc đồ nhiều lắm, mấy chị mua những cái đầm này nè. Nó là dạng dung,
có mút ngực bên trong giúp em. 55kg loại men vừa và có quần bên trong. Rồi size 125 luôn, cho em là đầm trắng 125. Trở vai nè mấy chị. Kiểu như men trở vai nè, xong rồi tay là tay rồi nha, tay rồi giúp em. Lốt quần bên trong luôn mấy chị, 55kg loại men vừa, size 125. Nó là dạng dùm á, rất là sang luôn giùm em. Cái chất vải này nè, ở ngoài có nhiều shop bán 200 mấy một đầm luôn mấy chị. 200 mấy đầm đây, size 125, hàng này hàng 100. Size 125 giùm em nha, chốt lên giúp em. Trắng 125 cho chị Thanh Tuyền. Mới nè. Mẹ là. Rồi trắng 125 cho chị Thanh Tuyền, ok chị. Em đang mang là 125 đang sale mấy chị ơi. Trời, cái quần trắng lưng keo. Quần trắng lưng siêu keo để mấy chị còn 55.000, form 52kg lại vừa. Chứ là quần trắng siêu mấy chị còn 55, lưng keo gơ luôn nè. Sâu lắm là mẹ riêng nè em. Còn éo kia. Ừ. Đó có một view nữa. Đó luôn á, đó luôn á. Rồi chị em là quần trắng lưng keo nha mấy chị nha. 52kg lại men vừa, 50.000 đúng không? 50.000 lên như là quần trắng 50. Quần trắng 50 nha mấy chị nha, lưng keo lắm, có hai túi hai bên. Chứ là quần trắng này đỡ mấy chị 50.000 nha, lưng siêu keo, cái này vải đẹp ghê luôn nè mấy chị ơi. Lưng siêu keo luôn, 52kg lại vừa nha. Siêu 50, à, lấy như là quần trắng 50 nha, 50.000. 50.000 quần trắng. 50.000 quần trắng mấy chị, à, lấy như là mẹ trắng 50. Rồi áo hồng, tương tế giúp em chia sẻ like giùm em. Rồi lên giúp em nè mấy chị ơi, áo hồng này để mình còn 45.000. Em là len hồng nha, siêu còn 45, ai lấy len hồng chốt mẹ len hồng siêu 45. 40 đến 60 kg men vừa. 40 kg đến 60 kg men ok vừa mấy chị. Áo nè, đó, áo như này nha. Co giãn nhiều lắm luôn mấy chị, men trên vai cũng được, mấy chị men trở vai cũng được. Em để mình còn 45.000 thôi. Ai lấy lên em là áo hồng nha, siêu 45. Áo hồng siêu 45. Rồi mấy cái này lên bỉ với mình luôn nè. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em mấy chị. Mẹ Tiểu Thư sale 55.000. Tiểu Thư này 55-56kg loại men vừa. Trời, cái này hàng 2 lớp mấy chị ơi. Hàng 2 lớp luôn giúp em nha. Sale 55, ai lấy em là Tiểu Thư 55. Tiểu Thư nè mấy chị nhìn giúp em nè, bên này bèo, hàng Quảng Châu nha. Hàng Quảng Châu 2 lớp luôn, sale rỉ mình còn 55. Ai lấy em là áo 55, cực rỉ luôn. Áo 55.000 là áo. Rồi cho em là áo Tiểu Thư nha mấy chị nha, siêu 55.000 mẹ Tiểu Thư. Ôi sơ mi này nè, sát không? Sơ mi này form 40 đến 60kg men vừa. Hình như em mi mi, còn hả không mi? Để mấy chị kéo sơ mi này còn 65.000. Em thấy mẻ đâu luôn á. Lên em này mẻ sơ mi này để mình còn 65 nè mấy chị. Nó không phải là vải trơn đâu nha, cái số vải của nó này rất đẹp luôn. Vải rất đẹp luôn nè mấy chị. Chia nút nè. Quần hồng 59 dồn đơn cho Monle ok em. Quần hồng mới rồi. Tiểu Thư 55 cho chị Bùi Kép Phân. Rồi sơ mi là 65.000 giúp em nha. Sơ mi là 65 mấy chị, 40 đến 60 men vừa. Sơ mi này chất rất đẹp luôn. Chất rất là đẹp luôn, tề sâu dài hơn tề trước, hàng Quảng Châu. Em để mình còn 65.000 thôi. A à, lấy chim là mẻ sơ mi nha mấy chị nha. Sơ mi kia mình còn 65.000 sơ mi. Sơ mi kia còn 65.000 sơ mi. Rồi cái mẫu này. Mẫu này không biết còn đúng không ha. TTXL. Lên giùm em mẫu này, nó cũng sẽ là có một lớp lốt bên trong nữa. Rồi nó có lốt bên trong cho mình nha mấy chị nha. Mẫu này lên giùm em là áo 55. Trời, siêu rỉ cực kỳ luôn nè mấy chị. Cái tay nè, cái tay là phối vải lụa luôn nè mấy chị. 55 56 ký lại men vừa cho em là áo 55. Áo 55 mấy cái này mấy chị không lấy là tiếc luôn nha. Mặc cái quần biết ghi á, mặc quần biết ghi chân váy dáng dài là rất là sang luôn giúp em. Lên giùm em nha mấy chị nha. Áo 55, áo 55 này có đơn nha, 40 đến 55 56 ký lại men ok vừa. Rồi chốt em mẹ áo 55 mấy chị. Theo 55 thôi, a à, lấy lên giùm em nha. Áo 55 mấy chị ơi. Áo 55 giúp em, rất rỉ luôn, mẫu này cực kỳ rỉ luôn á. 55.000 cho em là áo 55. 55 cho chị cô phê. 55 cho chị cô phê. Rồi mẫu này đỡ mình còn 55.000 luôn nè, áo len. Áo len cầu vòng mấy chị. 40kg đến 60kg men vừa, len sọc, siêu co giãn giùm em nha. Em mẻ len để mình còn 55. Áo len này đỡ mình còn 55.000 là chốt em áo len 55. Một cái quần 95 nè, em có cầm đủ màu lên không?
Chị kêu vơi vô nhắn vi cầm đủ màu lên cho chị. Rồi lên giúp em là áo hồng nha mấy chị nha, 40 đến 60 men vừa. Áo hồng giùm em nè mấy chị ơi, 55.000 áo len. Len hồng 55, len hồng. Len hồng 55, tương tác giùm em chia sẻ like giúp em. Áo xanh này để mình còn 39.000. Áo xanh này dạng khóc nhẹ mà mấy chị mặc luôn cũng được nha. Chị nào mang kiểu hở ngực được mấy chị mặc luôn cũng được mà. Len, len xanh 40kg tầm 55-56kg vừa cho em là 45.000. Áo len xanh 45. Màu xanh nhạt mấy chị rất đẹp nha. Em là áo xanh nè, áo xanh là đỡ chị còn 55.000. Ai lấy xanh chốt em là mẻ xanh nha, 55.000 áo xanh. Tương tác dùm em chia sẻ like giúp em mấy chị ơi. Cho chị mấy xếp bộ qua nha. Rồi 55.000 giúp em mấy chị 55. Ờ gì? Không, áo xanh 4 bao nhiêu? Áo xanh mới siêu nhiêu vậy? 39.000 đúng không? 39.000 còn áo sọc này là 55 nha mấy chị nha. Áo sọc này là 55 giùm em nè. Rồi áo xanh là 39, ai lấy xanh chốt xanh 39 giúp em. 40 đến 55 56 cái vừa, áo xanh 39. Rồi, chia sẻ hai giùm em nha mấy chị ơi. Cái set sơ mi 3 món nè, set này. Gồm một áo 2 dây nè mấy chị. Áo 2 dây là tách rồi men cũng được luôn á. Rồi mẫu này giùm em gồm một áo 2 dây, một áo sơ mi, một cái quần đùi siêu còn 115.000. Trời beo rỉ luôn mấy chị. Đây nha. Áo 2 dây màu trắng là thun đẹp lắm, dày dặn. Rồi mẫu này gồm cái quần cột dây, một cái áo sơ mi luôn. Em để mấy chị còn 115.000. Lên giúp em nha mấy chị nha. Rồi lên em này, set này siêu 115 nè mấy chị ơi. Tương tác giùm em chia sẻ like giúp em để cho mấy chị coi kỹ cái quần với cái áo. Kẻ set 3 món luôn mà siêu 115.000. Nhìn giúp em cái áo sơ mi nè mấy chị. Áo sơ mi nè, quả đẹp không? Đây nha. Tính ra một cái chưa tới 115, 120, một cái có 40.000 à, rất rẻ luôn giùm em nha. Lên giùm em nè mấy chị ơi, áo nào vải rất đẹp. Form này 40 tầm 55, 56 cái vừa. Áo sơ mi, rồi đi với một cái quần. Quần nè mấy chị ơi, xịn sò luôn giùm em nha. 55, 56, 57 cái loại mang ok vừa. Quần này là dạng quần lưng cao và bên hông của nó cột dây. Chất thì khỏi bàn rồi mấy chị, chất rất là đẹp luôn giùm em nha. Đó, lên giúp em là set 3 món như thế này để rỉ mấy chị luôn, sale còn 115.000, mấy chị tách rồi ra mang cũng thoải mái. Đó, áo sơ mi nè, quần nè, áo 2 dây nữa, 2 dây này mặc không cũng được nha. Đây mấy chị ơi, beo cưng chưa? 40kg kiểu như mặc áo 2 dây bên trong, mặc cái quần đóng thùng lại rồi khóc nhĩ sơ mi bên ngoài. Sale 115.000, 56, 57 cái loại mang ok vừa. Đó, lên giúp em nha, 115 vải rất đẹp luôn giúp em như thế này. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, quần này lưng keo luôn nha, tách rồi đem mang là ok hết. Rồi ship 3 món xem 115 giùm em nha. Quần này em vừa thêm màu. Form quần này từ 40kg nè đến 60kg. Mấy chị mang ok vừa hết luôn nha, nó là dạng form big ghi. Rồi giờ thêm màu này nè mấy chị ơi. Màu này. Quần này lên giùm em là 95.000 một quần. Form bít ghi á, vải đẹp cực kỳ luôn nha. Màu này cho em này sọc màu kè phơ sữa nè mấy chị ơi. Đó, màu kè phơ sữa, phía sau đó sẽ có hai túi quần phía sau và hai túi hai bên luôn. Rồi cho em là quần này màu kè phơ sữa nha mấy chị nha. 95.000 màu kè phơ sữa, màu này hôm trước hết sạch nè. Hôm nay về lại màu này nha mấy chị nha. Lên giúp em ở sau nó có hai túi phía sau và hai túi hai bên luôn. Quần này quần lưng thun, từ 40 đến 60 kg men vừa. Lên giúp em nha mấy chị nha, màu kẹp phơ sữa nè. Rồi màu này chim là màu nâu. Và màu này lên giúp em là màu trắng. Cái này mấy chị phối với áo thun á, mặc thoải mái cực kỳ luôn nha. Rồi lên giúp em là quần 95.000 kìm màu nha mấy chị nha. Màu nâu nè, form biết đưa quần này lên form đẹp. Màu nâu giùm em nè, màu trắng nè. Và màu này chim là màu kẹp phơ sữa nha mấy chị nha. Lưng là lưng thun, vải đẹp lắm luôn yên tâm. Cái màu này em chưa ủi nè, ủi thẳng form ra đẹp lắm. Lên giúp em là quần 95.000 kìm màu nha. Kẹp hoa sữa trắng nâu ba màu, kẹp hoa sữa trắng với nâu luôn ba màu mấy chị ơi. Rồi mẻ sơ mi này, trời ơi cái mẻ tay ngắn nữa nè, tay ngắn này để mình còn 55 luôn mấy chị, ok chưa nè, 55.000. Form này 55, 56, 57, form này 56, 57, 58 cái loại vẫn vừa. Cho em là tiểu thư 55, tiểu thư 55, tay ngắn nè mấy chị ơi. Mẻ này mà siêu có 55.000 là quá rỉ luôn á, phải gọi là rất rỉ luôn mấy chị. 55.000 giúp em nha. Đây.
Em thấy người ta đang xỉ ra cái này 115 ngàn rồi đó. Em đang để với chị còn 55 ngàn. Tay ngắn giùm em nha, 55 ngàn mẻ tay ngắn. Gồm một áo phía ngoài, một áo hai dây bên trong luôn. Cực kỳ rẻ như thế này nè mấy chị ơi. Lên giùm em là mẻ tay ngắn nha. Tay ngắn đổi mình 55 ngàn, vải đẹp lắm luôn, có yên tâm giúp em. 40 tầm 55, 56, 57, 58 ký vừa hết luôn nha. Mẻ tay ngắn giúp em siêu 55 ngàn. Rồi tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em. Nó sẹp luôn mấy. Tay ngắn giùm em nha mấy chị nha. Tay ngắn để mình còn 55 ngàn mẻ tay ngắn. Chốt em là tay ngắn 55, cái giá này là em siêu online thôi nha mấy chị nha. Siêu online thôi, 55 ngàn tay ngắn. Chốt em mẻ tay ngắn 55. Rồi lên giùm em mẫu này, áo này hai lớp luôn nha mấy chị ơi. Cho em là mẻ số 1. Mẫu này để mình còn 55 ngàn luôn, mẻ 1, 55, 56 ký lại men vừa. 55, 56 ký loại men ok vừa mi méo này nha. Hàng có lốt bên trong nữa, hàng Quảng Châu. Rồi lên giúp em là mẻ 1. 55 ngàn mẻ 1 nha mấy chị nha. À lấy mẻ 1 chút em, mẻ số 1, 55. Rồi tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha. Mẻ 1, 55. Quần này mẻ 1, 55 ngàn mẻ 1. Quần này em còn cái, cho em giá 49 ngàn. 40 đến 55, 56 ký vừa mấy chị ơi. Quần 49. Rồi quần 49 ngàn giúp em nha. Quả lụa xịn, hai túi hai bên, 55, 56 ký lại men vừa. Ủi thẳng foam ra đẹp lắm mấy chị ơi. Foam suông giùm em nha nè. Rồi cho em là quần 49. Quần 49. Rồi mẻ 1 của chị Trần Nhi. Mẻ 1. Mẻ 1. Mẻ 1 là tay dài á. Rồi lên giúp em là quần 49 ngàn quần nha mấy chị nha. Quần size 49, 40 đến 55, 56 cái men vừa. Chốt em mẻ quần nè, 49 ngàn mẻ quần. Rồi 49 ngàn mẻ quần dùm em luôn. Cái này dưới đâu có kêu đúng không? Rồi lên em là áo trắng nè mấy chị ơi. Áo trắng cổ tim đơn giản như thế này, nó sẽ nhúng hai bên và kìm tét cho mình. Kìm tét tới này théo ra được nha mấy chị nha. Rồi áo này em để giá siêu cho mấy chị luôn, còn 69 ngàn. Cho em là áo trắng 69. Nè cổ tim đơn giản là kìm tét luôn, từ 40 đến 60 men vừa. Nó sẽ nhúng hai bên. Rồi nhúng hai bên như thế này giúp em nha mấy chị nha. Chị nào lấy lên giùm em là mẻ trắng. Mẻ trắng này để mình còn nhiêu, cho chị cái đầm vàng luôn nha, đầm vàng á. Lấy em này trắng này 69 ngàn, rất rỉ luôn mấy chị. Trắng 69 giúp em nha, cho chị cô phê trắng 69 nè. Rồi lấy trắng 69 thôi, chốt lên giúp em nha. Trắng 69 ngàn. Rồi trắng 69 nha mấy chị nha, cho chị Nhi Trần trắng 69 luôn ok nè. Rồi quần là 49 ngàn giùm em, tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Rồi đầm vàng này siêu còn 125 luôn nè. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Bộ em mang là cũng đang siêu 125. Bộ em mang cũng siêu 125. Quần 60kg. Ít mẫu lắm vậy Thu Huyền ơi. Có cái quần nãy mới like á, là 95 ngàn á chị. Rồi tương tác giùm em, chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Tầm vàng này có lót. Rồi đầm vàng này ngang em nó sẽ có bo chung mấy chị. Đầm vàng này kiểu dễ thương nè. Mấy cái nằm màu này mặc tết được. Màu này mấy chị mặc tết được nè mấy chị ơi. Để tết men dễ thương lắm luôn nè. Vàng tươi tắn. Lên giúp em nha. Ngang em là có bo chung. Rồi 55, 56 ký lại men ok vừa. Chỉ mà đầm vàng xem 125. Rồi mẻ đầm vàng nha mấy chị nha. Xem 125 ngàn. Ở trong có lốt này đó. Ở trong có lốt giùm em luôn nha. Cho nên mặc nó sẽ hơi phòng phòng nè. Cưng lắm luôn. Cổ là dạng cổ keo, số vải rất là đẹp, size 125. Rồi chị mà đầm vàng nha mấy chị nha. Đầm vàng size cho mình còn 125 ngàn mẻ đầm vàng. Đầm vàng giúp em nha, đầm vàng giúp em size 125. Rồi vàng size 125 nha mấy chị nha, chốt là đầm vàng 125. Nét kinh đùi là em đang hết rồi, vàng 125 mấy chị bò sữa. Rồi lên em là quần trắng này. Trắng này 40 đến 60 men vừa, quần trắng này đợi mấy chị còn 45 ngàn. Phải thun dày dặn có dây cột eo. Quần trắng 45 ngàn giúp em mẻ quần trắng. À lấy quần trắng lên mẻ quần trắng 45.
quần trắng 45 nha các chị nha. Chị đã lấy quần trắng, chốt lại quần trắng nha, 45 ngàn đang sale. Đầm tuyệt có luôn nha, viêm quanh thôi, đầm tuyệt có ấp mẫu nhiều lắm luôn á. Đầm tuyệt là em ấp mẫu nhiều lắm luôn á chị. Rồi, lên đi em cái đầm này, siêu cho mấy chị còn 1.5 lĩ. Đầm này siêu còn 1.5 lĩ nè mấy chị, mặt xong rồi cột dây, của nó dạng form xung như thế này. Éo cổ xem vừa cầm bao nhiêu. Éo đi 79 đúng không ơi? Ơ, éo đi này siêu 69 rồi. Éo đen nó siêu còn 69 nha Thùy Trinh ơi. Ủa sao 69 vậy? Siêu 69 hả? Éo này nha, éo này đúng mi môi siêu 69.000. 40 tầm 53-54 kg vừa. Rồi 69.000 nè. Rồi ok em Ngô Ngọc Thùy Trinh cho chị coi éo sơ mi kim cổ bìa mới đưa lên. Sao đúng không? Rồi mẫu này, mẫu này em trưng dưới xốp nè, nó bị dính một xíu rồi chị, mình giặt giùm em được không? Để mấy chị còn 45.000. Hàng này hàng mẫu 15 á. Nó bị dính một xíu rồi chị ơi, coi được không? Cái này nó cũng hơi, nó cũng chi chi cho mình rồi nè. Lấy cho em là F45 nha chị nha, F45 40 kg với tầm 56, 53, 54, 55 kg vừa. Nơ này để mình còn 45 nha chị. Nó cũng chi rồi nè, cái bèo này nó cũng chi rồi. Rồi, để mình còn 45 luôn, lấy chút em là F45. Rồi đầm em mang lại siêu còn cột dây nha mấy chị ơi, cột dây phía trước như này cổ nó dạng cổ keo. Lên giùm em nha, cổ keo nè. Rồi F45 cho chị. Chị bò sữa F45. F45 cho chị bò sữa. Rồi lên giúp em lại cái đem men nha mấy chị ơi. 40 kg nó tầm 55 kg vừa. Cái này xem mấy chị còn 1.5 lĩ nha. Ở trước là cột dây nè, chị này không, cái này không thích cột dây mấy chị bỏ dây bớt cũng được. Đây làm kiểu dây hơi nhiều. Không thích cột dây thì bỏ bớt dây đi cũng được nha mấy chị ơi. Rồi, lôi giúp em lại đang mang nha, xem 1.5 lĩ đang mang. Cho xem lại quần trắng nha, quần trắng này đang xem 45 mà chị Nguyên Nguyên ơi. Quần trắng này xem 45 nha. 60 kg lại đang ok vừa, nhưng mà quần trắng xem 45. Rồi, quần trắng giúp em nha, xem 45 nha quần trắng. Mơi mơi, coi cho chị cái đầm trắng dài luôn. Coi lại cổ bìa màu xanh luôn. Cổ bìa màu xanh. Cổ bìa màu xanh. Dạ yeah, F45 chị chia đi hồ, cái đó em đang hết rồi, để em coi nó có sốt không thì em để mình nha, chia đi hồ ơi. Cổ bìa 45 màu xanh. Rồi quần 45 đây nha chị Quyên Quyên, 40 đến 60 men ok vừa, chim nào quần trắng size 45. Quần trắng size 45 đó chị ơi. Nãy giờ em có đưa cái gì lên không? Cổ bìa màu xanh lên không? Năm 19, hai chuyển khoản không biết phi. Nó nhận rồi. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi. Quần trắng này siêu mấy chị còn 45 ngàn quần trắng nha. Ai lấy quần trắng chốt em mẹ quần trắng 45. Quần trắng 45 giùm em nha. Ép bìu xanh hồ để em coi cái mẫu này em đưa lên lại cho chị. Trắng 45. Dạ yeah, ok chị Quyên Quyên 58 kg nè. Ok chị quần trắng 45 nè. Rồi em đang mang là siêu 1.5 lĩ nha mấy chị nha. Cái này siêu 100.5 lĩ. Rồi cái đầm trắng này mấy chị nhớ đầm trắng này không? Éo bìu xanh là cái nào vậy ta chị bò sữa ơi. Lôi giùm em cái đầm trắng này, hàng này là hàng 195.000. Hàng 195.000 nè. Nhưng mà cái này em treo dưới shop. Chị Quyên Quyên ơi nhắn địa chỉ qua giúp em nha. Cái này em treo dưới shop cho nên nhiều khi bụi rồi á. Màu trắng mình treo nó hay bị dính bụi mấy chị. Em để rỉ mình còn 125.000. Chị nào lấy thì chốt lên giúp em nha. 60 kg lại men ok vừa. Em trung dưới xốp á, nó ve chạm này nọ mấy chị. Nó dính nhưng mà màu trắng giặt ra nha, giặt lại ra liền à. Cái cổ trắng éo xanh tay ngắn em mới thẻ xuống. Đúng không? Lôi giúp em lại mẫu này nha mấy chị ơi. Đầm trắng này để mình còn 125.000. Hàng này hàng 195 nè mấy chị nhớ mẫu này không? Đợt trước rất là tin mẫu này luôn nè. 40 kg đến 60 kg là mang ok vừa. Cho em là mẻ trắng nha, xe 125.000 mẻ trắng. Trắng 125 giúp em mấy chị.
thái cổ trắng éo xanh tay ngắn mới thể xuống. Rồi cho nó lấy đầm trắng 125 chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Đầm trắng 125.000 đầm trắng. Rồi lên em mẫu này. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi, chia sẻ like giùm em nha. Lên em là áo này nè mấy chị, áo xanh nè. Áo xanh này 40 đến tầm 53-54 ký vừa. Áo xanh này 40 tầm 53-54 ký mấy chị sẽ mang ok vừa giùm em nha. Chốt lên giúp em là áo xanh này để mấy chị còn 65.000, 40 đến 53-54 ký vừa. Áo xanh này siêu còn 65, hàng này hàng mắc tiền, em siêu còn 65.000 nha. Ai lấy xanh chốt em mẻ xanh 65. Xanh 65 nha mấy chị ơi. Xanh 65.000 giùm em màu xanh. Ai lấy xanh chốt em mẻ xanh 65. Rồi áo trắng này để mình còn 55.000 mấy chị, hàng 2 lớp. 40 tầm 55 56 ký mang ok vừa, hàng này hàng 2 lớp luôn giúp em. Cho em là mẻ trắng này để mấy chị còn 55 nha. Màu trắng siêu mấy chị còn 55.000. Ai lấy trắng 55 mấy chị chốt lên giúp em là trắng nè. Trắng siêu 55 mấy chị. Rồi trắng em siêu còn 55 cho chị bộ tim đi. Quần quần tim hồng áo trắng. Em không biết cái chị bò sữa hỏi là cái nào luôn ta. Cái trước cái 45 nãy é. Rồi lên giùm em là trắng 55 nha mấy chị nha. Trắng 55.000 màu trắng. Rồi bộ này hôm nay siêu rẻ mấy chị luôn nè. Tương tác giúp em, chia sẻ like giùm em. Mẫu mẫu. Cái này vậy ta? Mày có đưa lên mẫu nào không? Cái này là siêu luôn là 125 nè mấy chị. 55, 56 ký lại vừa. Rồi cho em lại xếp tim này nha. Siêu 125.000. 55, 56 ký lại vừa mấy chị. Lên giùm em nha, xếp tim nè. Quần của nó sẽ có hai túi hai bên. Xếp tim nha mấy chị ơi, siêu còn 125. Cho em là tim hồng, siêu 125.000 tim hồng. Rồi form này 55 ký lại với chị mang ok vừa nha. 55, 56 ký lại mang ok vừa. Chốt lên giúp em là tim hồng nha mấy chị. Siêu 125 tim hồng. Tim hồng siêu 125.000. Rồi áo yếm màu đen nè, vải rất đẹp luôn mấy chị. Mua này phối là quần rin, quần ống suông đều cưng nha. Áo này để em để mấy chị còn 45.000. Mặc áo cho bình thường xong có cổ yếm lên. Không hở gì hết đâu mấy chị. Siêu còn 45, kim là áo cổ yếm 45. Áo đen cổ yếm giùm em nha. 45, 40 đến 60 kg là men vừa. Cho em là cổ yếm siêu 45. Bộ men siêu 125 nha mấy chị nha. Bộ men siêu 125.000. Rồi ai lấy cổ yếm màu đen chốt lại cổ yếm đen nha. Để mình còn 45.000 cổ yếm màu đen. Cổ yếm màu đen 45. Cổ yếm đen siêu 45. Xếp đầu lay mặt chịu kim lại. Rồi tương tác giùm em, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Xếp này 159, em còn bộ cuối cùng là chị Quyên Quyên. Đây, áo của nó là hàng 2 lớp. Dạ còn 35 nha chị Cô Phe ơi. 225.000. 225.000 giúp em. Em nó mang rất là êm, rất là xuống luôn. Và đặc biệt là mấy chị rất là dễ phối đồ. Kiểu như phối đồ sao nhìn nó cũng sang chảnh hết mấy chị ơi. Nhưng mà nhìn dép là đơn giản không? Nhìn rất là đơn giản luôn nha, mà nó keo nè. Nó keo, phối đồ nhìn nó sang sang sao á. Mẹ dễ phối đồ cực kỳ luôn. Mấy chị mặc đồ bộ phối cũng được. Mặc đầm, mặc ơi gì phối cũng được hết luôn giúp em nha. Mua một đôi là mang bền lắm luôn á. Rất là êm luôn nha mấy chị nha. 225.000. Rồi ok vậy cô Phe nè. 235. Rồi chị nào lấy lên giúp em nha mấy chị. Cái này dép này em còn á. B7, B5, B7, B8, B9. B5, B7, B8, B9. Rồi xếp này 159 nha chị Nguyên Nguyên ơi. Xếp này 159 giúp em nha. Áo là hai lớp luôn nè chị, một lớp trong một lớp ngoài luôn nha. Hai lớp luôn giúp em, 159.000. Đáng đồng tiền cực kỳ luôn, hàng xịn. Quần của nó nè chị. Lưng keo nha. Rồi. Lo giúp em là xếp này nha mấy chị nha. 159.000, dây là dây rút được luôn giúp em, 159. Rồi giúp em là xếp đầu lay men là 159 nha mấy chị nha. Rồi quen mẫu. Rồi xếp 159 chốt có gì Phạm Liễu. Rồi lo em là bộ nhung. Bộ nhung đen mấy chị ơi. Bộ nhung này siêu cho mình luôn đi. Còn 125.000. Rồi nhung đen 125 giúp em nha. 56 ký vừa mà em hết luôn rồi chị Nguyên Nguyên ơi. Cái đó còn xếp cuối cùng mà. Đúng không mấy em? Còn nữa không? Coi coi lại thử.
Rồi lên giùm em là bộ nhung. Bộ nhung giùm em nha mấy chị nha. Form này 40kg đến 60kg men vừa. Bộ nhung siêu 125, kêu là bộ nhung siêu 125.000 bộ nhung. Quần đen nè. Quần đen là đi với áo. Ở sau có dây kéo. Bộ nhung là lên sen cực kỳ luôn mấy chị ơi, kêu là bộ nhung nha, siêu 125. Chị là lấy bộ nhung chốt nha, là bộ nhung siêu 125.000 bộ nhung. 40 đến 60 men vừa. Đó cái áo nãy kiểu giống áo nhung. À hết rồi chị bà sữa ơi. Cái đó khách lấy rồi chị. Áo đen mà của Thùy Trinh lấy á. Mẫu đó em hết rồi chị ơi. Lên với em là xít nhung nha. Siêu 125 xít nhung. Áo này không còn được. Áo này còn không. Áo này siêu 55 nè mấy chị ơi. 40 đến 60 men vừa. À là áo 55 chốt em mẹ áo nha. Áo này siêu còn 55.000. Chị lấy cho em là mẹ áo siêu 55. Vải là vải len. Vải len dài dặn chốt beo đẹp luôn nha. Liên dài dặn chốt beo đẹp. Lên giúp em là áo, áo đen, áo vịt 55. 60kg lại vừa mấy chị ơi. Áo vịt siêu 55, áo vịt. Rồi cho em là xít vàng này. Gồm áo cổ vuông có mút ngực. Ở sau có dây kéo. Cái này lên tặng mấy chị còn 65.000. Chân váy có lót quần bên trong. 52kg lại vừa nha mấy chị nha. Chân váy có lót quần bên trong luôn 65.000. Rồi 65.000 giùm em màu vàng nè, mặc lên trắng da lắm luôn mấy chị. Ở sau là có dây kéo giùm em nha, ở sau có dây kéo. Áo mấy chị nhìn nè, có lót và có mút ngực. 52kg lại vừa giùm em nha, chim lại xích vàng siêu 65. Vải đẹp lắm luôn á. Nè mấy chị ơi, nó còn li lỉ nè, em để rỉ 65.000 mấy chị nhìn số vải nè. Số vải là mặc lên là nhìn thấy sen liền luôn á, 65.000 nha. Đó, ai lấy chim lại xích vàng, để mình còn 65. Chiếc vàng 65 nha mấy chị nha, 52kg lại vừa. Mặc kiểu gì cũng xinh luôn á, mẫu này nè mấy chị ơi. Rồi lên giúp em nha, vàng nữa mình còn 65, rất rỉ luôn. Rồi sơ mi trắng, để mình còn 55.000 mấy chị. Sơ mi trắng 40 tầm 53-54kg vừa, trắng 55. Ai lấy trắng mấy chị chốt em mẹ trắng nha, 55.000 mẹ trắng. Rồi 55.000 mẹ trắng mấy chị ơi. Lấy trắng chim mẹ trắng 55. Rồi mẹ trắng này thì em nha, siêu 55. Nha mở cho chị nha. Trắng siêu 55 nha mấy chị nha. Ai lấy trắng chốt mẹ trắng siêu 55. Áo len này đang siêu 115. Ủa nhiêu? Phải siêu 115 không? Siêu 115 nha mấy chị nha. Áo này vải đẹp lắm, dày dặn 165 á, siêu còn 115. Đầm dẹ này siêu 125 nè mấy chị ơi. Đầm dẹ này đang siêu 125 giùm em nha. Trắng nhúng còn nha em Thùy Dương. Trắng nhúng là cái sơ mi trắng nhúng mới rồi ta, phải không? Đây nha Thùy Dương ơi, còn nè. Bộ em mang là siêu còn 115.000. Bộ em mang lại siêu còn 115 nha, 40 đến tầm 53-54kg mang vừa. Đây này em nhúng hai bên 55.000 cực kỳ rỉ, vải đẹp nha. Trắng 55 mà chị cô phê một cái hình như còn nữa. EE89 em. EE89. Rồi lên giúp em nha, bộ đang mang lại siêu 115 nha mấy chị nha. 40 đến tầm 52-53kg mang vừa. 40 tầm 52-53kg men vừa cho em là ship đang men siêu 115.000. Ship men siêu 115 nha mấy chị nha. Ship men siêu 115.000. Ừ, không, màu nâu là kiểu khác luôn. Áo này là một mẻ à. Màu xanh. Sao có màu xanh được? Không, cái đó một màu nè. Còn đúng không? Áo cho Thùy Dương là em hết nè. Em hết mẫu đó cho Lucky ơi. Để em lên mẫu khác cho. Rồi mẫu này form 40kg đến tầm 55-56kg vừa, áo này đỡ mình 55 luôn. Dạng xô theo nè mấy chị, em này xô 55. Rồi áo xô 55 giúp em nha, ở sau gà nút. Ở sau gà nút nha mấy chị nha, cái này cho em là xô 55. 40 đến 55-56kg vừa, chốt em mẹ xô 55 cho chị Giang Giang. Xô 55 cho chị Giang Giang, coi cái xô này còn đúng không nè, kiểm tra liền đi, NG17 nè.
Rồi tay ngắn đợt mình còn 55 luôn mấy chị, 40 đến tầm 56 57 ký vừa. Chị em là mẻ tay ngắn siêu 55. Mẻ tay ngắn nha, vải đẹp lắm, siêu 55. 56 57 ký lại men vừa, tay ngắn siêu 55. Tay ngắn siêu 55 mấy chị, chị mẻ tay ngắn siêu 55. Áo thun. Rồi áo sơ này em hết. Xem ơi. Trắng tay ngắn á chị Dân Dân. Trắng tay ngắn á chị Dân Dân, ok nè. Coi coi thử còn nữa không nha. Trắng tay ngắn còn nha, trắng tay ngắn em còn nữa ha, lấy lên giúp em. Mẫu này mấy chị ơi, siêu mình còn 55 luôn. Siêu còn 55 luôn nè. Form này 40kg đến tầm 56-57kg men vừa. Trắng này đợi mấy chị 55 luôn, rất đẹp luôn giúp em nha. Éo nè, sơ mi cổ bèo như này, phó riêng 40 tầm 55-56-57kg vừa cho em là trắng 55. Trắng 55 nha mấy chị nha, trắng 55. Trắng 55 cái này cho em là bo eo. Bo eo 55. 56 57 ký lại men vừa. Bo eo 55 luôn. Bo eo này cưng quá nè. Bo eo giúp em nha, 55.000 bo eo, chốt em mẻ bo eo. Cái mẻ xô đầu lai á còn không em ơi. Mẻ xô trắng cũng cái kiểu giống như cái xô mới rồi á. Rồi bo eo giúp em nha, cái này mặc lại trong váy súp ly quần ống suông niệm nè. Lên giùm em là bo eo siêu với chị còn 55.000 mẻ bo eo hai bên. Rồi bo eo hai bên giùm em nha, bo eo hai bên để với chị còn 55. Chúc em mẻ bo eo 55. Bo eo cho chị cô phê bo eo. Rồi xô này siêu rỉ mấy chị luôn. Mẫu này siêu rỉ mấy chị còn 45.000. Cái này hồi nãy lỡ em lên đầu like 45 nên em để 45 luôn nè mấy chị ơi. Nhà lỗ dữ lắm nè, em vừa bán vừa tặng. Rồi lên giúp em là mẻ xô nè. Mẹ ở trước nó là hoa xô như này mấy chị, 45.000. 55-56 ký lại men vừa ủi thẳng form re đẹp nha. Mới re nó hơi nhanh. Rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Lên giùm em là mẫu này cho em là xô đi, mẻ xô 45.000. Cho em là mẻ xô 45. Rất là xuất sắc luôn mấy chị ơi. Xô 45 cho chị cô phê. Còn á mấy chị ăn lấy lên giúp em nha. 45.000 áo xô. Xô 45 giùm em. Rồi form này 40kg đến 60kg men vừa. Vậy bo em hết rồi chị Lê Tư Ý ơi, bo em hết rồi nha chị. Rồi giùm em là cái này cho em là mẻ số 10, 55.000 mẻ 10. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. 55.000 mẻ 10. Rồi chị nào lấy mẻ 10 cho em mẻ 10 55. Mẻ 10 55 45 cho chị Trần Nhi. Số 45 chị Trần Nhi ok. Lên giúp em là mẻ số 10 để mình còn 55.000, 40 đến 60 men vừa nha mấy chị nha. Chốt em cái này là mẻ 10, siêu 55.000 mẻ 10. Rồi siêu 55.000 mẻ 10 luôn, chốt em mẻ 10 siêu 55. Cái tiết này áo một cái đầm ở trong. Một cái áo có ngồi màu hồng. Màu hồng. Không hậu kia đi. Rồi mẻ 10 55 cho chị Nguyễn Ngọc. Mẻ 10 55.000 chị Nguyễn Ngọc. Tiết này hôm nay siêu rẻ mấy chị nha. Đây. Em bán xong rồi, xong người ta lại gửi thêm cho em nữa nè. Đúng không? Cái này về lại nè. Mẫu này bán xong hết rồi mấy chị ơi, xong xe gửi thêm cho em nữa. Rồi em để rỉ mấy chị luôn nha. Form này 40 đến tầm 52kg vừa. Thun co giãn giùm em nha, 40 đến tầm 52kg vừa nè. Xếp này là hàng 165.000. Xếp này là hàng 165 á mấy chị ơi. Rồi sale trên like cho mình rỉ cực kỳ luôn, còn 115.000. À lấy chốt lên giúp em nha. Một cái đầm body bên trong, một cái áo bên ngoài. Mẫu này em nói thiệt mấy chị, mặc chụp hình nó cưng lắm luôn á. Mặc chụp hình lên rất là dễ thương luôn nha. Phối thêm nón nè, túi sách nữa là cực kỳ dễ thương luôn. 40 tầm 52kg vừa, siêu còn 115.000. Nó nhúng hai bên đó mấy chị, nhúng hai bên nha, mặc lên rất đẹp luôn. Rồi siêu rỉ xếp này cho mấy chị luôn còn 115. Ai lấy lên giúp em là xếp hồng 115 nha. Xếp hồng 115.000 xếp hồng. Hồng 115 cho chị cô phê. Như còn nữa mấy chị, ai lấy hồng 115 chốt lên giúp em nha. Không có, hồi nãy không cầm đồ gỡ chip lên thôi. Hồng 115 của chị Trần Nhi. Lên giúp em nha mấy chị ơi, 115. Chị nào lấy hồng nữa chốt em mẻ hồng nha, 115.
Rồi áo này sale rẻ mà chị còn 39.000. Alo áo 39 chốt lên giúp em nha. 53-54 kg lại men vừa. 53-54 kg lại men vừa mấy chị, áo 39 chốt lên em là áo 39.000. 40 tầm 53-54 kg vừa, vải là vải von, kiểu như nói là cổ là cổ tiểu thư mấy chị. Kiểu cổ tiểu thư giùm em nha. Chốt lên giùm em nè mấy chị ơi. Đây. Áo 39 đó chị co phe một cái nè. Rồi chị nào lấy áo 39 nó chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Áo 39.000. Rồi tương tác giùm em, chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Cái này sale luôn còn 125. Cái này sale luôn còn 1 mà. Cái đầm hồng này cũng sale còn 125 luôn mấy chị, rất đẹp luôn. Đầm xếp mấy chị ký cho bên em xem nhiều mẫu đẹp lắm. Đầm kem như ký vừa, đưa chị lại cái đầm đó đi. Rồi em đang mang là sale 125.000 và thì thằng này hàng 165 nè, mấy chị nhớ mẫu này không? 165.000 á. Rồi, chân váy là lưng keo nè, form này tầm 52 kg lại men vừa. Form này tầm 52 kg lại men vừa giúp em nha, sale 125.000. Chị nào lấy bộ 125 chốt lên là bộ này nha, 125.000. Rồi đầm này 60 kg lại men vừa nha. Đầm này 40 kg đến 60 kg men vừa, tiêm 125, tiêm là đầm kem 125. Đầm kem 125 nha mấy chị nha, màu kem sữa sữa. Màu kem sữa sữa này hàng Quảng Châu, chất rất đẹp luôn, tiêm 125.000. Lên giúp em là đầm 125 nha mấy chị nha, 40 đến 60 kg men vừa. Mấy chị mặc form suông hoặc mấy chị mặc xong cột dây ngang eo cũng ok luôn giùm em. Chất thì mè dày dặn cực kỳ luôn nè, nút của nó là dạng nút gỗ. Trời ơi trong có lót nữa nè mấy chị ơi. Hiện chi nó dày dặn 55. Nè. Ở trong có lốt luôn giúp em nha, nên nó dày dặn cực kỳ luôn á, siêu 125. À lấy cái đầm này cho mày đầm 125. Đầm cổ vít kem nha mấy chị nha, cổ vít kem siêu 125. Rồi, cho em là mẹ cổ vít kem siêu 125.000, hàng 2 lớp, 40 đến 60 kg men vừa. Rồi tương tác giúp em chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Tương tác giùm em chia sẻ like giúp em 125 mấy chị. Rồi, em là đầm cổ vít nha, siêu 125. Dạ ok, dạ ok thì Nguyễn Ngọc. Ngực to đúng không? Mới sinh xong ngực to không? Rồi áo khoác len này 99.000, 40 kg đến 60 kg men vừa, cho em là len 99. Rồi len nha mấy chị nha. Mẫu này nè. Dạ ok Nguyễn Ngọc, cho em là áo này 99.000, 40 kg đến 60 kg nha mấy chị nha. Dài xù đó. Lên giúp em là áo nha mấy chị ơi, áo đó siêu mình còn, áo đó siêu mình còn 99.000. Lên giúp em là mẹ áo 99 nha mấy chị nha. Bộ em mang là siêu 125. Thôi chờ xíu không quay mẫu khác. Mà cái đầm mà có cái áo, áo trắng khó ngồi. Đúng rồi. Rồi lên em mẫu này. Mẫu này dễ thương nè, gồm cái đầm hai dây bên trong nha. Rồi tương tác giúp em chia sẻ mai giùm em mấy chị ơi. Một cái đầm hai dây bên trong có mấy ngực. Form này 55 kg lại men vừa. Rồi siêu còn 115.000 nguyên set. Siêu còn 115.000 nguyên set mấy chị. Một cái đầm vải tuyết mưa hai dây bên trong. Đó, hai dây bên trong như thế này. Xong thêm một cái phốt len bên ngoài nữa. Em siêu mấy chị 115 nguyên bộ. Ai lấy lên giúp em nha mấy chị nha. Mấy cái đầm kiểu như thế này đang rất là trend luôn. Đây. Một áo khoác len bên ngoài nè. Và một cái đầm vải tuyết mưa có mút ngực luôn mấy chị ơi. Có mút ngực dây kéo phía sau. 40 đến 55 kg vừa, kẻ xếp luôn xem 115. Đó. À lấy lên giúp em nha, xong khoác cái áo này phía ngoài nữa mấy chị. Lên giúp em là xếp nha mấy chị nha, xem 115.000. Đầm hai dây bên trong, áo khoác bên ngoài. 115 chứ. Xem 115, à lấy lên giúp em nha mấy chị nha. Mút ngực nè, ở sau có dây kéo. Vải của nó là vải tuyết mưa rồi, khoác thêm cái áo đen bên ngoài nữa. Xem 115.000 nha, chim này ship đầm 115. Rồi mẻ ghi lơ thổ cẩm 39.000. 40 đến 60 vừa nha mấy chị nha. 40 đến 60 mang vừa, chốt em mẻ thổ cẩm. Mẻ thổ cẩm
cẩm nha mấy chị nha, xem mình còn 39.000 mẹ thổ cẩm. Ai lấy thổ cẩm chốt lên là thổ cẩm. Thổ cẩm nha mấy chị nha. 39.000 mẹ thổ cẩm. Rồi mẫu này chim là hồng B9 luôn. Form này 40 đến 60 men vừa, dạng trở vai tiểu thư. Dạng trở vai tiểu thư nha mấy chị nha. Ngang yêu có bao chung, hàng này hàng hai lớp luôn nè. Hai lớp luôn. Lên là mẻ hồng nha mấy chị nha. Xem mình còn 39.000 áo hồng. Trở vai hồng 39.000 giúp em. Và áo này áo ghi lê B9. Ghi lê thổ cẩm màu màu hồng nữa chị, xem B9. Cái này em là trở vai hồng luôn. Trở vai hồng nha mấy chị nha. 39.000, hàng này hàng hai lớp. Trở vai hồng giúp em, 39.000 trở vai hồng. Chị nào lấy em là mẹ trở vai hồng B9. Rồi lo giúp em mẫu này, xem mấy chị còn 65.000. Rỉ không? Hàng này hàng 145 nè mấy chị ơi. Để mình còn 65.000, rồi một cái áo bo nè. Màu đỏ đôi với quần. Trời ơi, xếp này mặc lên beo dễ thương, 52kg lại vừa. 52kg lại vừa dùm em nha, quần lưng keo nè, bo nhúng. Rồi đi với lại áo 65.000 xếp đỏ, 52kg lại vừa. Sang lắm mấy chị ơi. Cho chị coi lại phốt len, ok chị bò sữa 99.000. Đây nha chị bò sữa ơi. Phốt len hàng Quảng Châu, phải dày dặn lắm chị, 99.000 giúp em nha. 40kg đến 60kg men vừa trên là áo phốt len 99. Phốt len 99.000, phốt len giúp em nha chị nha. Rồi vải dày dặn chốt beo đẹp luôn, chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Trên là mẹ phốt len 99.000, phốt len. Rồi phốt len giùm em nha mấy chị nha, 99. Chốt dày dặn lắm luôn, co giãn nhiều. Mấy chị nhìn số vải nè, rất là đẹp luôn. À, quần chip dạ có chị Nguyên Nguyên thôi. Cho chị ít quần chip với lại quần sọ. Rồi, đỏ 65 cho chị Trần Nhi. Hốt len cho chị bò sữa 99. Hốt len chị bò sữa. Rồi quần chip này giá 89.000 giúp em nha mấy chị ơi, chip nè. Xem lại xếp đỏ 65 còn không ta? Chị Nhi. Rồi chờ em xíu với chị Cherry Hồ ơi, để em kiểm tra thứ còn không. Lo giúp em là xếp chip này nha, chip su 40 đến 60kg mang ok vừa, co giãn nhiều, mặc như không mặc vậy mấy chị ơi. 89.000 xếp 5 quần giúp em nha. Chip này là 89.000 xếp 5 quần nè. Để em coi xếp đỏ còn không. Rồi chip này giúp em nha, 89.000 xếp 5 quần. Chị đang lấy chip này, chim là chip 89 nha mấy chị nha. 40 đến 60 men vừa. Chip su co giãn dữ lắm. Co giãn giùm em nha, mặc như không mặc, cái quần chip này mặc sướng lắm mấy chị ơi. 89.000 xếp 5 quần giúp em nha. 89.000 xếp 5 quần. A à, lấy lên giùm là quần chip. 89.000 xếp 5 quần nha mấy chị nha. Rồi. Xếp đỏ 65 nha chị Ri Hồ ơi. 099. Rồi còn xếp đỏ này em còn một xếp nữa nè. Rồi 65.000 nha chị Jerry Hồ. Đẹp lắm chị ơi. Bộ này form nhỏ nhỏ nè, rất là đẹp luôn giùm em nha. Còn một xếp nữa. Chị nào lấy cho em là xếp đỏ 65 nha, này hàng 155. 155 này em nhập vô cũng phải 139.000 rồi. Đây nè mấy chị, để mình còn 65.000 cho gọn luôn, còn có hai xếp à. Lo giúp em nha, xếp đỏ 65 vải rất rất đẹp luôn nè, lưng keo. Cái này mặc lên cái trắng móc luôn á, chị Cherry Hồ có ngực á, mặc đẹp lắm luôn. Vậy còn nha Nguyên Nguyên ơi, 65 chị Cherry Hồ luôn nè. Rồi chứ em còn lọ này nữa nè chị Nguyên Nguyên ơi, lọ này là 85. 85.000 xếp 5 quần, chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Lọ này 85.000 xếp 5 quần, lọ này thoải mái hơn. Đây nha chị nha, lo giúp em nè, 85.000 xếp 5 quần. Rồi chị nào lấy chốt lên giùm em nha. 85.000 xếp 5 quần mấy chị, loại này ok lắm luôn. Rồi ai lấy chip xếp 5 quần 85 chốt lên giúp em nha. 85.000 5 quần. 85.000 5 quần chip. Đây mấy chị. Rồi lấy lên giúp em là chip 85 nha, còn loại kia 89. Có hai loại này nha chị. Có hai loại này. 85 với lại 89.
Rồi lấy thì lo giúp em nha chị nha. Chiếc này chiếc 85, chiếc này chiếc 89. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Cái ghi lơ nè mấy chị ơi, ghi lơ lên. Mặt xong rồi cột dây lại. Cái này cho em là 39.000, 40 đến 60 kg men ok vừa. Ghi lơ nha mấy chị nha, mặt xong rồi cột dây lại, 40 đến 60 kg là men ok vừa. Chị nào lấy lên giúp em là ghi lơ 39, lẹ lẹ nè dễ thương nè. Ghi lơ 39.000, ghi lơ 40 đến 60 men vừa nha, hàng tay bao nè mấy chị ơi. Lên giúp em là ghi lơ nha, ghi lơ 39.000 áo ghi lơ. Ghi lơ 39. Rồi quần này. Quần này em vải là vải tuyết mưa, em còn là size S, đợi mấy chị còn 65.000. Mấy cái hàng quần này quần 1 15 không mấy chị ơi, vải tuyết mưa dày dặn cực kỳ luôn dùm em như thế này nha. Mấy chị chốt lên giúp em là quần. Quần này để mình còn 65.000 size S, chị nào mang size S chốt nha mấy chị nha. Vải tuyết mưa dày dặn cực kỳ luôn, lưng là lưng keo. Lưng là lưng keo dùm em nha, size S giá 65. Đen size S giá 65. Rồi quần này cũng size S luôn, lưng siêu keo. Để mấy chị còn 65.000 luôn nè. Cái quần này form đẹp cực kỳ luôn nè. Quần này có một lớp lót bên trong rồi mấy chị ơi. Chị nào mang size S không? Để mấy chị quần này còn 65.000. Hàng này cũng hàng 115 nè. Để mình còn 65, chim là màu nâu, 65.000 màu nâu. 65.000 màu nâu mấy chị. Cái này chim là quần size này size L. Size L mấy chị ơi. Size L giúp em nha, 55.000 size L. 55.000 size L, chốt đây là quần size L. Size eo nhiêu? Đôi, đo cả hai luôn. 55.000 quần size L, chứ là quần size L 55, quần nâu eo nhiêu. Rồi đen S thì cherry o chị cô phê. Đen size S thì cô phê. Màu nâu eo. Màu nâu là eo 66. Eo nó tuyết ở trên nha mấy chị ơi, eo eo keo ở trên nha. Màu nâu là eo 66 nha chị Nga Nguyễn, chị Lê Tư Ý ơi. Nâu là eo 66. Rồi cho em là quần đen này size L eo 74. 55.000. Quần rin này giúp em nè mấy chị ơi, quần rin này em còn mấy chị cái này. Đen eo nhiêu em? Đen là nó to hơn chị cô phê chắc chắn vừa, yên tâm. 72 không? Eo 70 đổ lại cho cô phê, cái đen eo 70 đổ lại vừa. Cái đen nó to hơn. Rồi lên giùm em là mẻ quần này quần rin hàng 115.000 nè. Cái này em để mấy chị còn cái cuối cùng nè, quần rin đen nha, 75.000. 75.000 hai bên có bo chung. Cái này nó để size S nhưng mà đều eo to lắm, để em đo eo nha. Đo eo cái này 75.000 rất rẻ, 115 nè. Rồi vậy cô phê luôn là hết nè. Size S đó chị. Cô phê 75. Quần váy hơn chị, quần váy. Rồi rồi để em coi nha. Lấy quần với trong váy lên nữa. Quần này lưng keo nè mấy chị ơi, kèm dây nịt siêu còn 75 luôn. Siêu còn 75, chim là quần này còn 75.000. Kèm dây nịt mà size S. Kèm dây nịt size S nha mấy chị nha. Quần này chim là quần kèm dây nịt size S nè. Chốt lên em siêu 75.000. Chị nào lấy mấy chị lên giúp em nha. Kèm dây nịt luôn cho mình. Rồi size S kèm dây nịt nha, 75. Kè phơ sữa cho chị Nga Nguyễn nè. Ok chị Nga Nguyễn, cái quần kèm dây nịt nha, 75. Rồi quần kèm dây nịt 75 cho chị Nga Nguyễn. Tét tay màu đen. Tét tay đen này để mấy chị còn. Quần này để mình còn 65.000 luôn nha. Quần này nó mắc tiền hơn cái màu hồng kia nha mấy chị, vẫn để mình 65. Quần sọt size lớn đi. Vậy rồi ok, quyên quyên lên giùm em nha mấy chị nha. Quần tét te này màu đen này nó khác với cái lọ nãy em xem màu hồng 59 nha. Lọ đó là lọ khác, lọ này để 65.000 rất rẻ nè. Chị nào lấy chốt lên giúp em. Cái này thì size S thôi nha. Cái này size S, da nịt hết rồi mon lơ ơi. Cái này là size S à mấy chị, để đo em cái này thử. Mình nhận hàng được luôn không bé, mai nhận hàng được luôn không? Sợ không kịp đâu chị Nga Nguyễn ơi, ít nhất phải sáng mốt nha chị. Có nghĩa là chiều nay là em like xong thì em sẽ gửi liền cho chị. Có thể là do bưu điện bên trong chị nữa, bưu điện bên trong chị mà người ta phát hàng liền luôn á thì có thể ngày mai nhận được nha. Còn nếu như mà người ta chậm á thì phải ngày mốt. Do bưu điện bên mình nữa chị, chứ không phải là do bên em là like xong là đi đơn liền luôn á, đem ra bưu điện liền. 65.000 ở chị Thanh Tuyền quần đen nè. Cái quần trắng em mặc còn không? Cái quần trắng em mặc còn chị Nguyễn Ngọc 125, quần đó chị ban vừa chị Nguyễn Ngọc ơi. Quần 125 lưng thun phía sau.
Rồi. Quần trắng suông còn chị Nguyễn Ngọc ơi, quần đó khách chốt vé chùm luôn á. Quần đó em bán chạy quần đó lắm. Quần này em còn size S nè mấy chị ơi, quần này để mình còn 65 luôn nha. Mà do mốt chị đi chơi é hả? Thì em gửi liền cho mình nha chị nha. Chắc là để em hỏi bưu điện thử trong ngày mai nhận được không, rồi em báo lại chị. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha. Quần này lưng siêu keo, siêu 65 ngàn size S. 65 ngàn size S chị nào lấy chốt lên giúp em nha. Quần này hàng mẫu 15 nè. 65 ngàn size S chị nghe Nguyễn á, hỏi chị Uyên thử địa chỉ đó ngày mai nhận kịp không. Rồi quần này nha chị Nguyễn Ngọc ơi, 125 ngàn giúp em nha. Quần trắng nè, quần trắng này 40 đến 60 kg men ok vừa hết luôn. Quần này em quay cho mình á, eo bao nhiêu chị quần đó em hết rồi chị ơi. Đây là quần trắng này nha, quần trắng này ở sâu lưng thun 125 ngàn mấy chị. Em là quần 125, tí xong inbox tính bill cho chị số tài khoản chuyển khoản luôn, gửi như hôm qua luôn nha. Ok chị bò sữa đo eo quần đi chị ơi, lấy chị cái đó luôn. Ok chị Nguyễn Ngọc quần 125 lấy ở trong nha mi. Chị Nguyễn Ngọc quần 125. Rồi quần đen này là eo, quần đen này là eo 60 66, quần đen này là eo 66 nha Mon Lê ơi. Quần đen lưng keo này là eo 66, eo 66 giúp em nha mấy chị nha. Đen này eo 66. Trời ơi cái này để rỉ luôn nè mấy chị, nhớ cái quần 115 ngàn này không, cũng là còn size S nè chị. Nào mang size S cái quần này chốt lên giúp em, để mình còn 79 ngàn luôn, là rỉ chưa. 79 ngàn rất rỉ cái quần này. Quần này được, em nhớ em like cái quần này triệt lại hết liền luôn. 79 nè, cho chị cô phê luôn. Vì Mon Lê không vừa rồi. Cái này 66. Rồi cái này là size M mấy chị ơi. Đo eo đó thử, đưa cái quần 79 vậy đó eo thôi. Chị cô phê ốm nè, cô phê yên tâm nhỏ xíu, eo nhỏ xíu nè. Eo 68 nha chị cô phê được không? Cái quần này eo 68 được không chị? Size M 57 kg vừa không? Em sợ không vừa quá chị. Chị cô phê cái này eo 68 là chị vừa không chị cô phê? Rồi ok cô phê nè. Quần này size M không có bụng hơn chị, để em đo eo thử nha. 57kg mà không có bụng này chắc tướng ngon lắm á, đúng không chị? Size M này là eo 70 thôi à. Size M này là eo 70 thôi nha mấy chị ơi. À lấy là size M nha, eo 70 dạng quần váy nè. Quần này để cho mình còn như mi 65 ngàn luôn không? 65 ngàn giúp em quần size M, eo 70 loại vừa. Quần size M 65 ngàn, quần size M eo 70 loại vừa. Đẹp lắm luôn á chị, cô phê luôn nè. Chị cô phê luôn ok chị. Mây nè. Rồi ok chị cô phê. Rồi em quê mẫu nha. Cái quần này mấy chị ơi, form này 40 đến 60 men vừa. Quần dẻ váy, quần dẻ váy giúp em nha. Từ 40kg đến 60kg men vừa. Hôm nay lên nó chuẩn màu rồi nè Mi, nó không bị sai màu nữa nè. Lên giúp em là quần xanh này, để cho mấy chị còn 79 ngàn. Lên em là quần dẻ váy màu xanh nha. Vải là vải kaki, vải kaki rất đẹp. Hàng này mẫu 15 nè, hàng mẫu 15. Hàng này em thấy người ta sỉ keo lắm, 135 thông luôn mấy chị ơi. Rồi xem mấy chị còn 79 ngàn. Chứ là quần xanh 79, quần dẻ váy màu xanh 79, quần dẻ váy màu xanh giúp em nha. 79 ngàn mấy chị. Xanh này Mon Lê chắc chắn vừa, chắc chắn vừa luôn, ở sâu luôn thun nè. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, chắc chắn vừa luôn, ở sâu luôn thun. Chị lấy xanh cho em mẻ xanh nha. 79 ngàn xanh, beo đẹp luôn. Vải nó mấy chị nhận hàng chị rất là ưng ý, chất kaki á, mẹ có độ co giãn, kaki mà có độ co giãn luôn mấy chị. Rồi đây, lên giùm em nha, màu xanh 79 ngàn đang sale cho chị Duy Trần, quần xanh ok nè. Còn nữa đúng không, quần này còn nữa đúng không em? Có mẻ thôi nè, không biết nữa. Rồi lên giúp em là, lên giùm em là cái chân váy này size S mấy chị ơi. Dạ em hết nha chị Duyên ơi. Lên nhà em là quần đen, chân váy đen này có lúc quần bên trong size S, chân váy đen có lúc quần bên trong size S, sale với chị còn 55 ngàn.
Quần xanh đấy em còn hai cái nữa mấy chị. Ai lấy lên như là quần xanh nha, tôi chỉ muộn lại. Quần xanh này em còn mà 79.000 quần xanh. Kaki dạng quần dẻ váy giùm em nha. Bao đẹp luôn mấy chị ơi. 60 cái lại men ok vừa, lưng là lưng thun. Lưng là lưng thun giùm em. Em 79.000. Rồi chốt em là chân váy này size S nha mấy chị nha. Chân váy này size S mấy chị ơi, chốt lên giùm em. Cái áo cổ yếm đâu mấy cho chị mượn. 45 á. Rồi lên em là cái này size S nha mấy chị nha. Xe cho mình còn 55.000. Trời cái chân váy này đẹp luôn á. Xe mình còn 55. Xe mình còn 55 nha, chị nào lấy chốt lên giúp em. Eo chân váy, đo eo chân váy giùm chị. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Để em thử cái quần màu xanh cho mấy chị coi. Em 66 nha chị bò sữa. Em có 66 à. Váy màu đen nó đẹp ghê luôn á, mẹ còn mỗi size S à, chị nào mang size S mà chị chốt đó ơi, đẹp lắm. Chân váy thì không có co giãn nha chị bò sữa ơi. Chân váy thì nó không có co giãn. Trời ơi, cái áo này thì có 45.000, em đang sale. Mẹ đẹp dở sợ đẹp mấy chị ơi. Em im nha. Rồi. Cái chân váy em đang mang trong người này ở sau nó có lưng thun phía sau nha. Cái này là quần dẻ váy. Quần dẻ váy nha mấy chị nha. Lên giùm em cái này màu xanh đen tiêu mấy chị còn à. Chị tầm yêu 68 vừa không? Sợ không vừa đâu chị. Sợ nó vừa nhưng mà nó sẽ khít luôn á, khít rịt trong người mình luôn á. Rồi áo 45 mà chị Thu Hiền Nguyễn. Áo đang mang 45 chị Thu Hiền Nguyễn. Hồi nãy em dơ lên mấy chị không có thấy được form đúng không? Chỗ này mặt khô cưng xỉu. Rồi áo 45 em có 1 cái à, còn nữa không ta? Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Cái quần xanh này siêu còn nhiêu quá nè, 79 đúng không? Cái size em đang mang là siêu còn 79 ngàn mấy chị ơi. Siêu còn 79. Vô em à. Đầm mới đưa lên bao nhiêu ký chị? Đầm nào đi mất. Thôi em xíu nữa chị ơi. Cái đầm mà em mới vô lên, cái set đầm đúng không thì Thu Hiền Nguyễn 40 đến tầm mà, để em coi phone, chờ em xíu. Rồi áo đang mang là size 45 nha mấy chị nha. Không muốn. Áo đang mang là dạng cổ keo như thế này nè, cổ keo. Rồi size mấy chị còn 45 ngàn, chim não đen size 45. Form này từ 40kg đến 60kg mấy chị ok vừa hết luôn nha. 40kg đến 60kg là mang ok vừa hết luôn giúp em. Chim não đen size 45. Đầm này đúng không chị Thu Hiền ơi? 40 đến tầm 55kg vừa em nha. 40 đến tầm 55kg men vừa. Kiểu như ở trong một cái đầm màu nút nè. Ở ngoài là một áo khoác size 115. Lo giúp em nha. Size 115.000. Trước nữa chị là cái đầm cổ vuông á. Đầm cổ vuông nó size cho mấy chị còn 125. Đầm cổ vuông này size còn 125 nha mấy chị nha. Lo giúp em là cổ vuông size 125. Form này 40kg đến tầm 52. 40 tầm 52 53kg vừa. Rồi 40 tầm 52, 53kg là men vừa nha mấy chị nha. Chốt lên giúp em là đầm này siêu còn 125.000, vải rất đẹp luôn. Vải đẹp cực kỳ mấy chị, men đi tuyệt đồ là ok luôn giùm em nha. Chốt lên em là đầm 125 đang siêu. Rồi.
Rồi nha quý chị nha, sale 125, chị đã nói với em là mẻ cổ vuông, sale 125.000, 5253 ký lạnh men vừa. Sale 125. Rồi cho em là áo trắng này mấy chị ơi, size 45 trở vai. Trắng trở vai, form này từ 40 đến 60 kg men vừa. Chốt em là mẹ trắng nha mấy chị nha, size còn 45.000. Trắng trở vai này beo sen luôn, size 45, 40 đến 60 men vừa cho em là mẹ trắng nha. Trắng trở vai size 45.000, trắng trở vai. Rồi lên em là trong váy này em còn một cái size size L. Một cái size L nè mấy chị ơi. Để mình còn size M. Một cái size M để mình còn 45.000 cho em là chân váy size M 45. Chân váy kaki size M có lỗ quần bên trong nha, 45.000. Chị nào lấy chốt lên giúp em, áo trắng này size 45 luôn. Chị lấy kẻ set này men cũng đẹp nè, chân váy với áo 45 với 45 90.000 nguyên set đồ rất đẹp luôn nha. Cho em là áo 45. Rồi chân váy 45.000 size M, chân váy kaki có lỗ quần bên trong. Chân váy kaki lỗ quần bên trong mấy chị. Rồi lên em mẫu áo này. Form này 40kg nè. Áo này size còn 69. Áo này form từ 40 đến tầm 50 53, 54kg lại vừa. 40 tầm 53, 54kg vừa. Em size mấy chị còn 69 ngàn áo này. Chốt em là mẹ áo 69. Đo em dùm chị chân váy gối. Chân váy size M. Áo này nha mấy chị nha, size 69. Em là áo 69. Áo 69 ngàn. 40 đến 40 tầm 53-54kg vừa nha. Áo đen 69. E 74 đổ lại vừa mấy chị ơi. Nó co giãn giùm em nha. Vừa có dây đâu bình thường vậy. Chân váy này để bình thường là eo 68. Chân váy này để bình thường nè. Em đo không căng gì hết là eo 68 nha chị nha. Kéo căng ra là eo 74. Tại vì nó là kaki co giãn. Kaki co giãn nha. Để bình thường này eo 68. Rồi lên giúp em nha. Rồi cái mẻ quần này mấy chị ơi, 90, quần này là 99.000 giúp em nha. Chân váy 45 mà chị bò sữa. Rồi lên giùm em là cái này là 99.000 dạng quần váy nha mấy chị ơi. Hàng mắc tiền. Dạng quần váy ở trong có một lớp lót bên trong nữa. Lại bên trong nó sẽ có một cái quần bên trong và bên ngoài. Lên giùm em nha, 99.000 cái này em có cho mấy chị là màu nâu. Màu nâu, sai gì ta? Không có để sai luôn. Đó em hả? Size M, em có màu nâu size M là 99.000 quần nâu size M. Trên mẫu này phối được rất là nhiều áo. Sang lắm mấy chị nha. Một cái quần bên trong nè. Nó kiểu như hai cái quần luôn á. Có lốt bên trong nè, không có sợ lộ. Màu nâu giùm em size M 99.000. Đen là size M luôn mấy chị, màu đen là size M luôn nha. Ai lấy lên giúp em. Đen size M và nâu size M. Đen size M với nâu size M mấy chị ơi. 99.000, cái này mặc rất là dễ phối đồ, hàng rất đẹp nha mấy chị nha. Hai lớp luôn á. Hai lớp luôn. Quần nâu cho chị Phạm Liễu 99, em còn màu đen. Màu đen cho chị bò sữa 99. Rồi, màu đen cho bò sữa. Lo giúp em là áo xanh xếp nách nè mấy chị ơi. Áo xanh xếp nách giúp em nha. Còn không ơi. Em coi có còn không? Rồi lo em là áo xanh này nha mấy chị nha. 40 đến tầm 55kg men vừa, áo xanh 39.000 giúp em áo xanh. Cho em là mẻ xanh mấy chị ơi. 39.000 mẻ xanh, chốt em mẻ xanh 39 nha. 40 đến 55kg vừa. Áo này ở trên, ở sau sẽ có dây kéo cho mình nè. Sát nách, kìm tét. Xanh 39 đó chị Nga Nguyễn. Rồi, chân váy này giúp em nha mấy chị ơi. Chân váy này xem mấy chị còn 69.000. Chân váy này siêu còn 69. Lên với em là chân váy 69.000, size này là size. Chân váy này 69.000, size L. Size L mà sao yêu nhỏ như ta. Chân váy này size L. L E 74 đổ lại vừa. Chân váy đen giúp em nha, E 74 đổ lại vừa mấy chị. 69.000 đang siêu, ai lấy chân váy đen 69 chốt em mẻ chân váy đen nha. 69.000 em 74 đổ lại vừa. 69.000 mấy chị ơi, em 74 lại ngang vừa. Chốt em là 69, em 74 lại vừa nha.
Hôm trước thấy cái đầm len ho xanh lé. Dễ hết rồi nha, giờ thử tiêm thôi. Đầm 79 đúng không? Im hết hàng rồi. Rồi chân váy nâu giùm em mấy chị. Chân váy nâu này size M. Em là chân váy nâu 45.000 size M, có lớp quần bên trong. Chân váy nâu giúp em nha mấy chị nha, 45.000 size M, có lớp quần bên trong. Chân váy kaki nâu. Rồi eo 70 đổ lại vừa. Nâu này eo 70 đổ lại vừa mấy chị, 45.000 có lớp quần bên trong luôn. Cho em là chân váy nâu nha, eo 70 đổ lại mấy chị mang ok vừa. Dễ em mang là size 45. Rồi chân váy nâu giúp em nha, size 45.000 chân váy nâu vải kaki đẹp nè. Cái này phối áo trắng, áo đen, áo màu kẹp phơ sữa. Đây mấy chị kaki lót quần bên trong luôn nha, kiểu đơn giản nhưng mà cưng lắm. Lên em là chân váy nâu. Chân váy nâu nha mấy chị nha. Rồi mẫu này siêu mấy chị luôn, còn 55.000. Size M. Cho em là nâu size M, siêu 55. Màu kẹp phơ sữa là size S. Màu kẹp phơ sữa là size S mấy chị. Cái này bữa chưa thấy trang bị nào còn. Kiếm tre mẻ em ơi. Rồi lên giúp em nha mấy chị ơi, 55.000 quả là vải tuyết mưa, lưng là lưng keo. Màu kẹp phơ sữa là size S nha. Và màu nâu là size M. Kẹp phơ sữa là size X mấy chị, và nâu là size M giùm em nha. Chị đoạn lấy mình chốt lên 55.000 một quần. Lưng keo vải tuyết mưa. Lưng keo và vải là vải tuyết mưa giùm em nha. 55.000, chị cô phê lấy size gì vậy cô phê ơi? Màu kẹp phơ sữa là size M. Gì? Màu kẹp phơ. Màu nâu size M, màu kẹp phơ sữa size X, chắc chị cô phê thì chị đi hồi lấy size X á. Còn rồi lấy X là vừa chị. Rồi lấy X là vừa chị ơi. X cho chị chia đi hộ chị cô phê luôn. Rồi chân váy im mang là ở sau nó có lưng khung nha mấy chị nha. Chân váy men ở sau có lưng phun, cái này siêu 55 luôn. Siêu 55, 53-54 ký lại vừa. Có màu nâu với màu kẹp phơ sữa hai màu chị. Tôi đưa lại giùm chị. Màu nâu với màu kẹp phơ sữa hai màu. Cái này là màu kẹp phơ sữa giùm em nè. Kẹp phơ sữa là size S. Màu nâu là size M. Đây. Nâu là size M chị. Màu kẹp phơ sữa thì tông màu sen hơn. Đây giùm em nha. Cho nên chị siêu 55 vải tuyết mưa bao dày dặn luôn. Rồi cho chị Trần Nhi màu nâu size M. Kè phơ sữa cho chị cô phê em lại quần này nè. Chị cô phê là chị Cherry Hồ. Rồi ok vậy Cherry Hồ nha chị ơi, lấy size S 55. Rồi áo này lo giúp em nha. Áo này trổ vai. Trổ vai đơn giản mà mấy chị. Trổ vai giùm em. Áo này để mình còn 65.000. Chị nào lấy áo 65 chốt lên giúp em. Ít đó tầm yêu 68 đổ lại vừa chia đi hồ ơi. 68 đổ lại vừa. Nó có dây cột em á chị yên tâm nha. Cái quần đó. Cái quần đó chị chia đi hồ với chị cô phê mang ok á vừa. Rồi em đang thử là ở bên hông nó có dây kéo nó nha mấy chị nha. Em siêu mình còn 65 nha mấy chị nha. 40 đến tầm 52 cái mấy chị mang ok vừa. Rồi trở vai đơn giản nè, phối đồ dễ phối đồ lắm luôn mấy chị. Siêu 65, chim là áo trắng siêu 65. Rồi trắng trở vai siêu 65. Cái này lên giúp em nha. Trời, chân váy dẹ. Chân váy dẹ nha mấy chị nha, size S. Chân váy dẹ size S siêu 55, chim là dẹ S siêu 55. Dạ ít mà mấy chị mặc có lại áo màu đen á, cổ keo màu đen đồ á. Xong mấy chị mang bốt là cưng lắm luôn nha mấy chị nha. Cái này nè. Size giúp em luôn, siêu 55, cho em là chân với dễ size siêu 55. Dạ nè, caro đỏ. Mặc có lại áo màu da hoặc là áo màu đen cũng cưng. Lên giúp em nha mấy chị nha. Dạ 55. Dạ size siêu 55.
áo trắng đổ vai co giãn lắm chị, cherry hồ nè, chị cô phê nó dính chỗ này luôn nè. Chung áo này mặc thoải mái nè, nó không có bị khó chịu nha chị, nó không có kiểu như bí bí tay khó chịu, nó thoải mái lắm. Rồi cho em là 65.000 đang sale chất quả điệt lắm, 65 giùm em nha. Rồi lo giúp em là chân váy hồng này 45.000, ở sau có lưng thun, có lốt quần bên trong, phong này 55kg lại vừa. Vậy rồi ok, cô phê áo 65. Lo giùm em là chân váy hồng 45, ở sau có lưng thun, phong này 55kg lại vừa nha mấy chị nha. Phong 55kg lại men vừa. Chị lấy em là hồng, hồng sale 45.000 màu hồng. Chốt em là hồng sale 45 nha mấy chị nha. Hồng sale 45.000 màu hồng. Rồi hồng 45 cho chị cô phê luôn. Chia sẻ hai giùm em nha. Rồi áo hồng này siêu còn 39.000 nè. Áo hồng này siêu còn 39 nè mấy chị, kiểu như mình mặc đó, mình mặc áo ống nha, mình mặc ống xong mấy chị mặc cái tay lên. Form này từ 40 đến 60kg là men ok vừa đó, điều chỉnh lại. Lên em là mẻ hồng này nha mấy chị, nhan hồng đó, mình men men trở vai gì nè mấy chị. Rồi men áo ống vô nha, áo ống nè, xong rồi men cái tay rồi ra đây nha mấy chị nha. Chốt em áo hồng này siêu mấy chị còn 39.000 áo hồng. Lo em là mẻ hồng nha, mẻ hồng này siêu còn 39.000 hồng mấy chị. Vải dày dặn lắm luôn, cái này tới 2 lớp luôn giúp em nha. Cái này tới 2 lớp, 39.000 hồng. Này còn đúng không? Nhà nãy có chị gì ấy đó. Chị nghe Nguyễn á. Chị nghe Nguyễn cái đen 99 lẻ này nè. Rồi lo giúp em nha mấy chị ơi, áo hồng là 39.000. Rồi lo em là chân váy đen này, chân váy đen nha mấy chị nha. Chân váy đen này để mình còn 55.000 luôn. Chân váy đen này keki size 55, keki đen size X nha mấy chị nha, siêu 55. Ai lấy keki đen này chốt lo giúp em, keki đen size X siêu 55. Keki đen nha mấy chị nha, size X nó siêu 55 giúp em. Ai lấy lo em mẹ keki đen 55. Rồi chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. 65 là cái áo trở vai, 45 là cái chân váy hồng. Chân váy hồng đây đây. Rồi lo giúp em là quần ngố này mấy chị ơi. Ngố này là vải, là vải tuyết mưa giùm em nha. Ngố là vải tuyết mưa size X 45.000. Ngố vải tuyết mưa size X để mấy chị còn 45. Chốt em là mẹ ngố nha. Rồi ngố vải tuyết mưa nha mấy chị nha, size X để mình còn 45. Cho em là đen size X 45. Đen size X nha mấy chị nha. Đen size X 45.000, đen size X chị là lấy chốt lo giúp em. 40kg đến tầm cái này dưới, cái này dưới tầm 47, 46, 47kg loại vừa, size X với tim nha. Đen size X 45 vải tuyết mưa mấy chị, đen X 45 vải tuyết mưa. Trời ơi cái quần, cái quần màu đen ở sau có lưng thun, form này 40 đến tầm 52kg vừa, chứ là quần, quần 55, quần 55 nha mấy chị nha. Quần này siêu quần 55, chú em mẹ quần siêu 55. Quần này ở sau nó có lưng thun nè, rồi nó có hai túi hai bên, 40 đến tầm 52kg vừa, quần 115 nè mấy chị, siêu 55. Chốt lại giúp em là quần 55 nha. Này quả đẹp quá. Siêu 55 cho là quần đen 55. Chị nó lấy quần đen 55, chốt em mẻ quần đen nha mấy chị nha. Quần đen 55.000, quần đen 52kg lại men vừa. Quần đen 55. Trong cái này còn nè, trong cái này bỏ chung chỗ nha. Rồi đẹp quá, để dành bận đi em ơi chị. Cái quần nó vải đẹp thiệt á, đẹp thiệt.
Lo như vậy là quần này nha mấy chị ơi, quần này như buổi sale còn 95 nè. Quần này hàng hàng 125 sale còn 95 nè, mấy chị nhớ quần này không? Lo giúp em là quần này nha, ở sau nó là dạng nó có ngố á, dạng kiểu ngố ngố như thế này, bên hông của nó có hai túi hai bên. Bên hông có hai túi hai bên nè mấy chị. Em là quần 95.000. Quần 95.000 nha, quần này size S luôn. Quần này 95.000 size S nè mấy chị. Lo em là quần 95.000 size S. 95.000 size S nha mấy chị nha, lưng keo luôn. Lưng keo luôn nè. 95.000 size S, ai lấy chốt lên giúp em nha mấy chị nha. Quần 95.000 size S. Rồi lên em là mẻ áo xanh nè mấy chị ơi, 40 đến tầm 54 cái mấy chị xí men vừa, siêu 65 nè, chị mẻ áo xanh siêu 65. Áo xanh nha mấy chị nha, siêu 65 nè áo xanh. Rồi cái này cho em là quần dạng chất quần riêng giấy, quần riêng giấy em còn size S xem mấy chị, còn 55. Quần riêng giấy em còn size S nha, mặt quần nó sẽ căng ra mấy chị. Đó này. Dày dặn cực kỳ luôn nha, quần này xem mấy chị còn 55 size S quần riêng giấy. Quần riêng giấy mặt vô nó sẽ căng re nha mấy chị nha. Nhưng còn size S nè, chim là quần riêng giấy 55.000 màu nâu, kiểu như mặt nó sẽ ôm sát vào trong người của mấy chị á, co giãn nhiều và ôm sát trong người mình. Sale mấy chị còn 55 nha. Ai lấy quần 55 chốt em là mẻ quần. Mẻ quần 55.000 quần nha mấy chị nha. Chim là quần sale 55 quần size S quần nâu. Quần nâu S 55. Rồi chim là chân váy da mấy chị ơi. Rồi chia sẻ like giúp em nha mấy chị nha. Chân váy đen. Chân váy đen dáng dài đó mình còn 45.000. Chân váy đen dáng dài size S mấy chị ơi, 45.000 giùm em. Ở sau sẽ có bao chung cho mình nè. Cái form này 52 ký lại vừa. Chân váy đen dài 45. Chân là chân váy đen dài mấy chị, 45.000 chân váy đen dài. Chị nào lấy chốt nó giúp em nha. Đen dài 45. Rồi nãy chân váy đen dài đen luôn 45.000. 45.000 nha mấy chị nha, ở sau có lưng thun, đen dài 45. Đen dài nhúng 45. Chia sẻ like giúp em nha mấy chị ơi. Mẹ này kia là mẹ cô gái. Cô gái 29.000. Rồi mẹ đen nè mấy chị ơi, đen tay dài, form ôm nha, 40 đến 60 ký men vừa, form trơn đơn giản nè, 39.000 áo đen. 40 đến 60 men vừa nha, trơn đơn giản tay dài, 39.000 màu đen, áo đen chốt đen 39. Dạ còn áo kiểu chị bò sữa để lên mẫu cho. Lo với em là đen nha. Đơn để đáy mai gửi chị Nhiên, chị Thảo Dung Kim dọn ghi lại. Ghi lại không nhớ đâu. Lo giúp em là áo đen nha mấy chị nha, 39.000 áo đen. Áo đen 39.000 giúp em. Cái này em là chân váy dài 45. Rồi lo giùm em là áo đen nè mấy chị, 40 đến 60 men vừa, áo đen tay dài để mấy chị còn 45 luôn. Áo đen tay dài 45 giúp em của mẹ này á. Áo đen tay dài 45 nha, 40 đến 60 men ok vừa mấy chị. Mấy cái mẫu này mặc lên ôm đơn giản dễ thương lắm luôn nha. Áo len màu đen 45.000. Len đen 45. Mấy cái áo này là do em đang cái trốn em sale nên em đỡ rỉ luôn nha mấy chị nha. Chứ còn mấy cái hàng này vải mắc lắm chứ không rỉ đâu. Nó là len mà dạng len lông thỏ luôn nè. Mẹ màu đen trơn là mấy chị phó được rất là nhiều đồ. Cứ màu đen mà đen trơn tay dài là mặc được rất là nhiều đồ luôn mấy chị. 45.000 giúp em nha. À, lấy chốt em là màu đen 45. Đen 45 đen. Rồi áo trắng này giúp em nè mấy chị ơi. Áo trắng này form từ 40kg đến tầm 52-53kg vừa. 40 đến 52-53kg vừa chị này trắng 55. Kiểu này luôn. Trắng 55 nha mấy chị nha. Chốt mẹ trắng 55 giúp em. Cổ bèo vải mướt cực kỳ luôn, chất rất là mát.
Lên em là trắng 55. Trắng nha mấy chị nha. Trắng này siêu còn 55 chứ là mẹ trắng siêu 55. Trắng siêu 55. Trắng siêu 55 giúp em. Rồi áo đen. Áo đen này siêu chuộng 59 nè. Áo này hôm qua có màu xanh mấy chị nhớ không? Rồi phong này thì nè. Trời ơi này đẹp quá. 40 đến 60 mang vừa nhưng là đen 59. Đen 59 ngày giúp em màu đen. Chốt em mẹ đen 59 nha. Hôm qua có màu xanh lé mà mấy chị chốt cái chừng luôn nè. Màu đen siêu 59 nhưng mà đen siêu 59. Đen siêu 59 đen. Có em mẹ đen siêu 59. 59 nó gì cô phê. Rồi cho em là áo đen 29.000, 40 đến 60 mang vừa form ôm co giãn. Cho em là áo đen nha, áo đen 39. Áo đen 39.000 mấy chị ơi. Đơn giản nè, tay ngắn. Đen 39 ngàn giúp em nha. Màu đen 39 ngàn màu đen. Có em đen 39. Rồi áo hoodie 40 đến 60 mang vừa. Áo này cho em là 49 ngàn. Cho em là áo 49. Áo hoodie mấy chị, nỉ bông. Ở trong có một lớp bông nè, rất ấm luôn á. Cho em là áo 49. Áo 49 nha mấy chị nha. Chốt em mẹ 49. Cổ lọ siêu 75 rất dày. Cổ lọ 75 dùm em, 40 đến 60 mang vừa. Lấy em này cổ lọ 75. Cổ lọ nha mấy chị nha, cổ lọ là siêu 75, chốt em mẹ cổ lọ siêu 75, 40 đến 60 mang vừa. À, cái đầm sơ mi mình siêu 79.000 đâu ta. Còn không ha. Rồi lên giúp em nha, cổ lọ 75. À ơi, còn hai cái cuối cùng. 79.000 còn hai cái cuối cùng, đẹp ghê luôn mấy chị ơi. Này mà không lấy là tiếc luôn á. Siêu còn 79.000. Quả đẹp quá mấy chị ơi, 40 kg tầm 56 57 kg ok vừa hết luôn nha. Hàng Quảng Châu. 125 siêu 79. Lên giúp em nha mấy chị nha. Cho em là đầm sọc, 79.000 đầm sọc xỉ hai bên nữa. Có xỉ hai bên. Bán nhiều rồi mấy chị ơi, sót hai cái cuối cùng. Rồi cho chị Thảo Ngọc 79.000 ok chị. Chị Thảo Ngọc đầm 79 ok này, em còn cái nha. À lấy em là mẹ đầm siêu 79. Siêu 79.000 rồi mấy chị ơi. 40 đầm 56 57 cái ok vừa. Siêu 79.000. Rồi, lôi giúp em nha mấy chị ơi, 79.000 siêu rất rẻ luôn nha. Rồi, cho chị Phượng Ruby 79 luôn nè. Đen ở phía trước đây em đầm rồi em hết đầm 79 hết rồi đúng em coi thử đầm kero đen mannequin mặt là hàng mấy hàng mắc tiền nha chị Thanh Thủy ơi, nó là hàng hai lớp luôn, 200 mấy 20. Rồi xí này giúp em siêu 65.000 nguyên xí nè mấy chị. Kêu thử chưa xem là hết rồi. Đầm rồi chị một. Đầm đó là 265.000, cái đầm này em về nhiều lọ luôn. Bữa trước có một lọ 125. Rồi lọ 185, bây giờ này em về lọ keo cấp. Cái này là em kiểu như em cái hàng này em có mặt nè mấy chị. Kiểu như mình lấy mình bán xong rồi mình thích mấy cái mẻ vô này nè, 265.000 mà đáng đồng tiền cực kỳ luôn. Mặt xuống ơi là xuống rất là dễ thương luôn dùm em nha, hai lớp. Trời mấy chị nhận hàng mấy chị cứ rất là ưng ý luôn. 40 đến 60 kg mang vừa, bầu bì bông chiên thoải mái. Hàng xịn mấy chị, 265. 265. À, 265 nha mấy chị nha. Cái bữa em sẽ up hình cái đầm này cho mấy chị. Về hàng là em lấy cái liền. Mê lắm luôn. Mang với lại đôi dép lèo, đôi dép hồi nãy á. Đôi dép có bán 225.000 á, mà cái đầm này men đôi dép nó cưng xỉu luôn mấy chị, vải xịn đẹp luôn dùm em nha. 265. Rồi xí này giúp em nha mấy chị ơi, siêu 65.000 size S. Mấy chị tắt rồi để men cũng được luôn nè. Trong váy là đi với áo.
Rồi đây nha mấy chị nha, sale 65 chốt lên giúp em nha. Áo sau có bo chung. Áo sau có bo chung luôn mấy chị ơi. Rồi phong này tầm 52 ký lại men vừa cho em là mẻ caro. Caro nha mấy chị nha, sale 65 ngàn caro. Chốt em mẻ caro sale 65. Rồi cho em là mẻ caro sale 65. Cái quần này lên giùm em nè mấy chị ơi. Lưng keo luôn size S cho mấy chị còn 45 ngàn. Lưng keo size S siêu 45, ai lấy chốt lên giúp em nha. Lưng keo size S cái vải của nó phồng phồng ra nè, chị nào may size S chốt cái quần này cưng lắm mấy chị ơi, 45 ngàn lưng keo luôn tét te á. Rồi lưng keo size S siêu 45 nha, ai lấy chốt lên giúp em quần S 45. 45 là chị Thanh Tuyền. Rồi đó, đỏ giùm em luôn, đỏ 45 vải kaki size S, đỏ 45 size S, chốt em đỏ, đỏ đô mấy chị ơi, like nó bị chối nha, đỏ đô size S kia 45. Dạ yeah, cảm ơn thầy Duyên nha chị ơi, đẹp quá. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha, đỏ 45 hai túi hai bên kaki co giãn luôn giùm em. Quần đỏ 45 chú chị Nga Nguyễn. Lên cho em set này nha mấy chị ơi, đang sale giá 125 nha. Hơn 40 đến 53 54 ký đô lại men vừa cho em mẹ set kết hồng nha mấy chị. 125 kết hồng. Còn số ít nè mấy chị ơi, sale cho mình cũng còn có bao nhiêu. Áo này còn ít nè mấy chị ơi, sale 59 nha. Chị nào lấy lên giúp em mặc lại phông giấu quần, mấy chị có thể may với quần ngố hoặc là mặc chứ quần riêng đóng thùng cũng được luôn giùm em nha. 40kg đến 60, 65 chứ mấy chị mang ok vừa. Cái này cho em là đang mặc luôn nha, sale 59. Còn ít là em sale rỉ mấy chị luôn. Cái này em là màu nâu, sale 59 ngàn màu nâu. Màu nâu 59. Cái này cho em là mẻ số 1, 59 ngàn mẻ 1. Rồi ai lấy lên giúp em nha mấy chị nha. Còn vài cái à, sale 59 ngàn áo thun. Cái này mấy chị mặc cái quần riêng đồ cũng được nha. Còn không mặc cái quần ngố hoặc là mặc phơm nhấu quần giống em. 40kg đến 60, 65kg ok vừa hết luôn. 59 ngàn cho em là màu đen men 59. Màu đen men 59 nha mấy chị nha. Cái này cho em là mẻ số 1. Cái này em là màu nâu. Màu nâu. Rồi chị nào lái chốt lên giúp em nha mấy chị nha. 59 ngàn tiền màu. Em là quần đang mang nha mấy chị ơi, em còn size ít thôi. Siêu mấy chị còn 125. Siêu còn 125 nha mấy chị nha. Lên em là quần này. Đó. Quần này siêu cho mình còn 125 ngàn, em còn size ít thôi. Chị nào mang size ít thì chốt lên nha. Lưng là lưng siêu keo, quần dài luôn mấy chị ơi. Quần dài lưng keo siêu 125 ngàn. Đó. Lên với em là quần nha, quần siêu 125. Ống này ống ở sâu của nó mấy chị, lưng bản là như thế này luôn. Rồi size S thôi nha, quần này chỉ còn mỗi size S đúng không ta? Hết
đó, size lớn rồi đúng không? Còn size X nha mấy chị nha, siêu 125 chị nó lấy chốt lên giúp em. Chốt keki nhung tâm. Chốt keki nhung tâm nha mấy chị nha, cực kỳ fan luôn. Em là quần siêu 125. Quần siêu 125. Rồi em lại test tem màu trắng nè mấy chị, siêu 45 lưng keo. Siêu 45 nha. Lưng keo luôn mấy chị. Test tay trắng siêu 45 ngàn lưng keo. Cái này tầm yêu 72 đổ lại vừa. Trắng giùm em nha. Trắng lưng keo yêu 72 lại men vừa 45. Rồi cho nó lấy trắng 45 chốt lên giùm em là trắng nha. Trắng 45 ngàn màu trắng. Trắng 45 giùm em. Trắng 45. Trắng 45 ngàn màu trắng nha mấy chị nha. Trắng siêu 45. Rồi dung này em là giá 65 ngàn. 52kg lại vừa. Dung 65 mấy chị, 52kg lại men vừa. Dung này siêu 65. Trắng 45 cho Ngô Ngọc Thùy Trinh. Cái này là hàng Quảng Châu luôn. 139 ngàn em siêu còn 65. Em siêu cho nó gọn mấy chị. À lấy lên giúp em nha, ở sau beo dễ thương nè. Trời ơi cái này ở sau đẹp quá. 40 tầm 52kg vừa mấy chị ơi. Chim này mẻ dùm siêu 65 vải đẹp nha. Không xấu gì luôn á, em siêu nó gọn. Rồi lên giúp em nha mấy chị nha. Hai túi hai bên luôn. Dùm trắng siêu 65. Ở sau may rất là dễ thương luôn á. Ở trước này nha mấy chị nha. Hàng Quảng Châu. Rồi dùm trắng siêu 65. Ha lấy dùm giùm mẻ dùm nha. Dùm siêu 65 ngàn mẻ dùm ở sau nè mấy chị. Rất đẹp luôn á. Một màu nha Thanh Thư ơi. Duy nhất một màu chị. Duy nhất một màu cho em là dung siêu 65. Rồi áo nâu. Áo nâu này siêu còn 65 luôn đây mấy chị. Hàng 125 dùm em nha. Kiểu như em nhập hàng nhiều xong lĩa lĩa này em siêu rỉ nó gọn. Chứ nhiều shop khác người ta chịu khó, người ta thử từng mẫu, người ta phối từng mẫu nha mấy chị á. Người ta bán giá keo. Lo giúp em nè, áo này 125 siêu 65 nè. Áo nâu 55-56kg nặng men vừa. Siêu 65. Chú em là áo nâu nha mấy chị nha, siêu 65 áo nâu. Rồi mẻ nâu dùm em nha, siêu 65 nha, áo này vải rất đẹp luôn nè. Siêu 65, chú em là áo nâu baby doll. Màu nâu nha mấy chị nha, phối quần một chân mấy nó là đẹp. Rồi nâu siêu 65. Nâu chị Thảo Dương Kim. Rồi cái dùm này 65 ngàn rất đẹp mấy chị ơi, màu trắng nha. Dùm dùm em, dùm trắng rất sang luôn nè, 65 ngàn dùm trắng. Màu trắng là lên sang lắm mấy chị ơi. Dung trắng 65 giùm em. Cái này mấy chị mặc bên trong là một cái chân váy súp ly. Xong mấy chị mặc cái này ở ngoài nữa là sang xỉu luôn giùm em nha. 40 nó tầm 52kg vừa, vải đẹp quá. Xếp cái này là 125 ngàn nè mấy chị ơi. Xem mình còn 55 ngàn. Siêu còn 55 ngàn cho em là áo 55. Áo 55 ngàn này áo nha mấy chị nha. Chú em mẹ áo 55 mặc lên sang á. Áo 55 cho mẫu không chị. Áo siêu 55 giùm em nha. Cái làm caro trắng đen hình như còn cái đúng không? Ở trong thêm một cái quần hoặc là một cái chân váy súp ly nữa mấy chị là đẹp luôn á. 40 tầm 52kg vừa. Rồi 40 tầm 52kg vừa mềm nha mấy chị nha. Nó mặc như thế này nè. Xong rồi nó sẽ có hai lớp luôn cho mình nè. Mấy chị mặc bên trong thêm một cái chân váy súp ly hoặc cái quần đùi bên trong nó là ok mềm nha. Siêu 55 ngàn. Chị lấy cái này chim là áo 55, 40 đến tầm 52kg nha, ok vừa. Vả đẹp lắm luôn á. Lấy cái em là áo 55. Rồi chim là áo 55 nha. Cái này em là chân váy caro dạ. Em còn size M. S với M hai size. Size mình còn 45. Em là chân váy dạ size M, size 45 nha mấy chị nha. S với M hai size, chân váy có lớp quần bên trong nè. Vải là vải dạ, dạ mịn luôn nha, không có bị ngứa khó chịu gì đâu. Siêu 45 ngàn, x với M 2 size. À lấy lôi giúp em nha mấy chị nha. X với M 2 size, siêu 45.
Cho em là chân váy dẻ caro size 45.000 kìm màu. Dẻ caro size 45.000 kìm màu. Số nào bỏ bill em ơi, 65 nha. Rồi cho em là chân váy xanh xem chị còn 45 luôn. Vải này là vải kaki. Vải kaki size S nha. Xanh 45.000 giúp em kaki xanh size S size 45. Kaki xanh size S nha mấy chị nha, size 45. Chị là lấy chốt lên với em nè, xanh size S size 45. Chị là mang size S chốt lên nha mấy chị nha. Xanh S size 45. Xanh S. Cái này em là quần legging còn cái gì 45.000 luôn, 60kg là mang vừa. S 45 mà chị phụ ruby. Rồi lên em là màu kem. Kem này quần legging 40 đến 60 men vừa. Lên giùm em là màu kem nha, size 45.000 quần legging màu kem. Legging màu kem size 45 mấy chị. Legging kem size 45. Rồi quần ống bo này để mình còn 49.000 luôn. Size S, quần ống bo size S 49.000. Quần ống bo size S giúp em nha, 49.000 ống bo size S. Chốt lên em mấy chị. 49.000 quần ống bo size S. Vải đẹp quá luôn. 49.000 nha, ống bo size S giúp em. Ống bo size S 49. Rồi áo màu đen nè. Áo đen cổ keo, ống bo cho chị Lữ Tú Phi. 49. Cái này lên giùm em là áo đen cổ keo để mình còn 45.000, áo đen 45 giúp em, 40 đến 60 men vừa. Cho em là áo đen 45.000 áo đen nha mấy chị nha. Chốt áo đen 45 giúp em. Rồi form từ 40kg đến 60kg men vừa. Rồi, chị Lữ Thú Phi ghé. Rồi cho em là màu đen. Sáng mai ship tại giờ tôi gửi luôn nha mấy chị. Sáng mai ship tại giờ tôi gửi luôn. Áo đen 45.000 giùm em nha. Áo đen 45, chốt em áo đen 45. Cái áo nâu nè. Áo nâu giúp em nè mấy chị ơi. Cái nâu này kiểu nha. Nâu này size S nha mấy chị nha. Lấy nâu size S chốt lên giúp em. Nâu size S nha mấy chị nha. Mặc áo có tay bình thường như thế này nè. Đó. Xong rồi cái này ngang qua. Cái này ngang qua bên vai bên này. Lên em lại nâu size S nha mấy chị nha. 45.000 áo nâu size S. Chị hình dung được cái kiểu nó. Áo nâu size S giúp em nha. Size 45 áo nâu size S. Rồi cho em là áo nâu size S nha mấy chị nha. 45.000 áo nâu size S. Rồi chân váy màu hồng xếp ly. Có lớp quần bên trong, form này 40 đến 55kg vừa, cho em là chân váy hồng 45. Chân váy hồng size 45 nha mấy chị nha, chốt em chân váy hồng. Rồi chân váy hồng nha mấy chị ơi, 55kg lại men vừa, cho em là chân váy hồng size 45.000 chân váy hồng. Chốt em chân váy hồng nha, size 45. Trời ơi mấy cái bộ lọ này em chưa luôn. Rồi chân váy đen dáng dài. Chân váy đen dáng dài nha mấy chị nha. Cái này cho em 55.000 size L. Đen dáng dài siêu 55.000 size L. Cái này đẹp quá. 55.000 size L xem lại đen dáng dài. 55.000 size L mấy chị. 55.000 size L giùm em nha. Chị nó lấy chốt lên. 55.000 của S nó còn không em? Cái này siêu còn nhiêu quá nữa. 59. Áo này siêu 59 còn số một cái nè mấy chị ơi, cho em là áo tím siêu 59 nha. Trắng à, trắng sọc tím siêu 59. Ai lấy lên giúp em nha mấy chị nha. Trắng sọc tím siêu 59, cho em là trắng sọc tím siêu 59. Rồi, trắng sọc tím nha mấy chị nha, siêu 59, chị đã lấy lên giùm em nha. Áo len.
tầm này em có hai size, size với size M, em đang mặc nhầm cái size M rồi, nó hơi rộng này. Con này 40 đến tầm 55 kg vừa. S là dưới 50 kg, M là dưới 55 kg nha mấy chị nha. Đầm siêu 125. Đầm này siêu 125 ngàn giúp em, vải đẹp lắm. S là dưới 50, M là dưới 55 giùm em nha. S dưới 50, M dưới 55. Đầm này đẹp lắm mấy chị. Lo giúp em nha, siêu 125 ngàn. Chị lấy đầm này chút em, mẹ đầm siêu 125. Rồi mấy chị coi gì nữa không em nghĩ nha. Size S đó là mặc vừa in trong người luôn, đẹp lắm mấy chị. S là dưới 50, còn em đang mang là size M 55kg loại vừa nha. 55kg loại vừa. Nó không phải là set nách đâu, nó chia được bắp tay nè. Rồi ai lấy gì mà đầm 125 nha. Rồi em nghỉ đây mấy chị ơi, nghỉ nha. Rồi em nghỉ đây mấy chị ơi, cảm ơn mấy chị nhiều nha. Em tắt like đây. Hẹn mấy chị trưa mai nha. Trưa mai 12 giờ, em like 12 giờ trưa. Rồi em nghỉ đây mấy chị ơi, tắt like. Cảm ơn mấy chị nhiều nè. Bye bye nha.